Em nằm ở là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Thì là tiệm em á là sao ta? À mấy giờ tiệm em ở là địa chỉ là 209 Tân Hương nha mấy chị. Trời ơi lâu lâu nó bị lẩm cẩm mấy giờ không cảm giùm em đi. Thì là hôm nay á là hàng mới về, cái này là một lô hàng mới về luôn. Đây là em sẽ xin giới thiệu mẫu cho mấy anh chị ha. Với lại á là mấy anh chị ơi gần Tết rồi mấy anh chị, nên là bên em có chương trình giảm tiền công cho mấy anh chị ha. Có gì mình ghé tiệm em ủng hộ ha. Rồi để em mở vô vô like coi như thế nào, âm thanh ánh sáng có gì nghe rõ không nè. Đang nhỏ ra quay mẫu sao liệu cho khách hàng xem đi. Ôi em chào chị Hà Bách nha. Trời ơi em chào chị. Năm mới chúc chị vui vẻ tình yêu ha. Rồi hello mấy anh chị nè. Đó. Trời ơi hôm nay là vàng công ty 980 ha mấy anh chị. Ôi em chào chị Duyên Cao nha. Ôi hôm nay em đập hộp mấy anh chị ơi. Em đập hết vàng thì thả luôn mấy anh chị. Chứ vàng quá trời vàng rồi. Đập hết mấy anh chị ơi. Đây nè mấy anh chị ơi. Trời ơi quá trời xinh luôn ha. Rồi em chào mấy anh chị. Chắc là hôm nay có những chị đợi vàng ý ha. Đợi vàng ý là mình có lẽ là mình hơi thất vọng rồi ha. Mà do hôm nay em mới về hàng mấy anh chị nên là mấy anh chị có gì vô xăm xeo của mấy anh chị ha. Thì mục tiêu của em là em sẽ giới thiệu mẫu. Còn những anh chị nào mà muốn mua luôn trên like á thì là thôi thì bên em sẽ dành một cái thời gian bán luôn cho mấy anh chị nha. Vì do đồ nó mới về nó cũng còn lủng củng mấy anh chị. Tem thì tem của công ty thì trọng lượng là mình chưa kiểm tra lại. Nên là có gì là mấy anh chị cứ cháu đơn đi là em báo giá khoảng cho mấy anh chị là bao nhiêu nha. Rồi trời ơi này mấy anh chị nè, em về một lô nhãn đẹp chưa mấy anh chị, quá trời quá đất luôn rồi. Trời ơi mấy anh chị, công ty á em lấy có 100 chiếc rồi mấy anh chị, mà đã gửi biết bao nhiêu mấy anh chị, người ta gửi cho em là 300-400 chiếc nhẫn hồn giả sòn này mấy anh chị nè. Rồi mấy anh chị ơi thả like thả tim cho tụi em mấy anh chị nha, thả like thả tim đặt đi mấy anh chị. Đây những cái mẫu này là mẫu bíp rồi mấy anh chị nè, quá xinh luôn à. Ôi trời ơi mấy anh chị nói cái nè, hôm nay á tuần này nè mấy anh chị nè, gần Tết rồi là mấy anh chị á làm lên tiệm em nha. Tiệm em thì có 7 đậu xe hơi luôn à, có 7 đậu xe hơi cho mấy anh chị được khoảng là 3-4 xe nha quý anh chị nha. Rồi á là mấy anh chị là mua vàng bên em là ở xa này còn được bớt tiền công nha mấy chị nha, bớt tiền công phụ tiền xăng tiền xe nữa, nên là mấy anh chị cứ thôi mà cái tiệm em ủng hộ nha. Có những nam một đỏ gì, những nam về nhiều lắm chị Duyên Cao ơi, em nói là quá trời những nam luôn rồi. Mấy bạn nói là lấy cái 5-60 chiếc những nam thôi mà người ta gửi về là 400-500 chiếc luôn á mấy anh chị. Trời ơi cái công ty này nó thích, em thích ghê luôn mấy chị ơi, em thích ghê luôn. Mấy bạn hỏi em á là chị ơi có nên lấy hết không kìa, trời hết thì mấy giờ chị Thảo giàu lắm mấy chị, giàu lắm. Trời ơi vàng ngập tràn luôn mà bán tiền công là cực kỳ rẻ cho mấy anh chị nha. Hôm nay là có dây nam nè, dây dây đất luôn cho mấy anh chị luôn đó. Có dây sỉ luôn quý anh chị nha, dây sỉ luôn rất là xinh nè. Thôi trời quá trời xuất sắc luôn rồi. Thêm nữa nè mấy anh chị, à em có cái nhẫn mẫu hot mới về nè, cái nhẫn 2023 nha mấy anh chị, cái nhẫn 2023 nha. Trời ơi đây nè, có mấy cái đồng đầy tới tim cưng cưng chưa mấy anh chị, quá trời dễ thương nha, dễ thương cực kỳ luôn á đó. Mấy anh chị ơi vô like nhấn like thả tim thả like cho em đi mấy anh chị. Trời ơi thả like thả tim cho em gái nha, cảm ơn mấy anh chị nhiều luôn á. Rồi bông tai nè, bông kẹp cho mấy anh chị đó, bông kẹp quá là xinh luôn, đẹp chưa mấy anh chị, quá trời quá đất nha. Thì hôm nay em cũng nghĩ là em sẽ đập hộp vào hôm nay đó mấy anh chị, em nghĩ là em sẽ không đập hộp vào hôm nay đâu mấy chị biết sao không, vì hôm nay á là sáng hôm nay á là bên em lấy ý, là sáng hôm nay là bên em lấy ý á mấy chị, là mình không có nghĩ là mình sẽ là hôm nay mình đập hộp, nhưng mà không biết ngẫu không sao á, hàng công ty người ta mới đem về luôn, nên là kêu thôi đâu tụi em xin định một buổi like và ý cho tụi em xin đặt hộp những cái mẫu này cho mấy chị nè. Có những buổi sáng á thì biết là mấy chị mà không có sự không có thích mà vàng ý á thì là mấy chị muốn mua vàng 610 hoặc là 910 thì là cũng hơi khó vì cũng về ở nước ngoài mấy chị là không có mua được, nên là em sẽ lâu lâu thích đi một buổi để mà sale vàng 610 với vàng ý buổi sáng cho mấy chị nha. Rồi trả lời tin nhắn giúp em rồi ok chị Triều Phi Yến rồi ok chị. Đây à, bắn tim quá trời luôn á chị. Đây này mấy chị cho mấy chị coi cái mẫu vip mới về nè. Rồi bông tai đồ bộ quá trời đẹp. Rồi cái nhẫn 2023 trời ơi cái công ty này nó chu đáo ghê mấy anh chị. Đó mấy anh chị thấy gì chưa, đã thấy gì chưa, trời ơi nó chỉ có vài phân thôi. Ủa này tem không có hả cái này, nó chỉ có vài phân thôi mấy anh chị nè, cưng chưa nè. Rồi một cái nhẫn 2023 cho mấy anh chị nha. À bông xanh nhí bao nhiêu tiền em ơi. Rồi đợi xin báo giá luôn cho mấy anh chị nha, đợi xin báo giá cho. Rồi nhẫn kim tiền thì nên bây giờ em có về là đủ size đủ nơi cho mấy anh chị luôn, cứ tha hồ mà lựa mà cứ chốt đơn cho mấy anh chị nha. Nhẫn nam á chị, nhẫn nam thì bây giờ em cũng biết là đi tay bao nhiêu nữa, có chị nào á mà muốn mà đi tay bao nhiêu á thì ví dụ nếu mà em chỉnh được á
em mới chỉnh cho mấy anh chị nha. Chơi Nhã, chơi Nhã. Cái gì cho bé Nhã đứng trên vàng. Bé Nhã ơi. Nhãn 023 bao nhiêu rồi? Ok, đợi xíu nói cho mấy anh chị nha. Đây nè mấy anh chị thấy cung chưa nè. Đó. Cái nhãn kiểu viền bi nha, viền bi chữ gì đây kim tiền nè mấy anh chị. À, cho chị xin bông. Rồi mấy anh chị ơi, hôm nay là tiêu chí của bên em là bên em sẽ đặt hộp thì là giới thiệu mẫu, thì là trưa hôm nay là bên em sẽ báo lên live sau. Nhưng mà ví dụ như những yêu cầu của mấy anh chị là mà nhiều á thì là mấy anh chị đợi em một chút xíu nha, đừng có rời màn hình. Em giới thiệu xong rồi em sẽ bán cho mấy anh chị. Ok không ạ? Ok không mấy anh chị? Trời ơi nó đẹp, đẹp lắm cô ơi. Thêm một cái nữa nè mấy anh chị nè, cái nhẫn túi tiền, trời ơi túi tiền nó bự mấy anh chị. Cái này mà tết người nào ha, người nào mà được lì xì ha, trời ơi nè, lì xì nè, tiền thưởng nè, tiền lương nè, đó tiền lương của anh, tiền lương của em nè mấy anh chị, vô hết cái này luôn nè mấy anh chị nè, vô hết trong đây luôn nha. Trời ơi nó trời quá trời bự luôn rồi, nó bự hơn cái bụng em nữa nè mấy chị, thấy chưa? Nó còn con có thêm chiếc phước nữa nè, đợi có vài phần chứ mấy, 6 phần rồi mấy chị ơi, tầm khoảng 2 triệu mấy, 3 triệu là mình đã có mấy cái nhẫn mình đeo rồi. Cháu có gì một cái nhẫn 2023 hả? Trời ơi, đợi em một xíu nha, đợi em một xíu cháu chơi. Trang, limo cái này nó không có tem nè. Cái này là hình như em có đủ size đủ đi nha mấy anh chị. Công chưa nè. Cho tiền công luôn đi cái đó. Mấy chị thấy công chưa, đợi, đợi đúng mức vừa đó thì viên cao, đợi nó bụng, nó bự hơn, nó bụng em luôn nè mấy chị. Trời ơi, công chưa nè. Nhẫn túi tiền giá bao nhiêu á, đợi, đợi em gái một xíu nha. Em gái sẽ lên bán cho mấy anh chị, cười xỉu với chi luôn. Mà đúng rồi không mấy anh chị, đây nè, đó rồi đúng không? À lương cái gì, lương của anh nè, là lương của chồng nè, rồi cái gì nữa, tiền thưởng của chồng, tiền thưởng của anh nè, đây đúng không mấy chị? Vô hết cho mình chứ ai đúng không? Vô cho mình chứ không vô cho ai hết trơn á. Rồi ok, vô qua nữa nè. Không được, 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 đi đi qua đi. À cái này là mấy mẫu nhẫn giả sò hột trắng cho mấy anh chị nha. Cao, cái đó qua bên tính sợ lấy cái bò ra. Đây này mấy anh chị, à, nhớ nhẫn kim tiền đi 18 nhá. Vậy là ok cô, đợi con xíu con sẽ lên cho mấy chị nha. Rồi, mấy cái nhẫn ngũ sắc này mấy anh chị nè. Nhẫn con hồ cũng đẹp lắm mấy anh chị ơi, trời ơi. Quá trời của đất nha mấy anh chị. Đẹp cực kỳ luôn á, đủ màu luôn nè. Rồi, đủ hương, đủ hoa mấy anh chị nha. Đẹp cực kỳ luôn. Dễ thương lắm mấy anh chị, đầm khoảng cái chi mốt chi hai à. Đây, mình làm cả năm trời rồi, mình rất ra bán năng, mình đầm khoảng là cả mấy triệu đi mấy anh chị. Rồi mình sẽ mua cho những cái sở thích của mình là mình thích nha. Trời ơi nó đẹp gì đâu đó. Trời ơi nó đẹp. Cô tu lê nè. Đó mấy chị nè. Thấy con chưa nè. Một cái nhẫn yêu sai lầm như mấy chị nha. Mấy anh chị á mà coi mà không có rõ màn hình hay là không muốn nghe nói được gì đó mấy chị là nhắn cho em mấy chị nha để em biết chừng nha. Chứ nhiều lúc em like em bị heo quán tính đó mấy anh chị. Nên là có gì mấy anh chị thông cảm cho em nha. Rồi cái nhẫn phương tắm này mấy anh chị nè. Cái này là mình vừa ni mình mới lấy được nha mấy anh chị. Vừa ni mới lấy được nha, còn không vừa đi là không lấy được ha. Vì cái này là em không có chỉnh sai chỉnh đi được. Cái này là em có bốn màu. Đó. Rồi một màu xanh 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 này chấm thêm màu hồng hồng hồng. Ôi trời ơi quá trời đất luôn. Tầm khoảng là cỡ là một chỉ thôi nha quý anh chị. Một chỉ mà làm cái phong nhẫn rất bự nha. Rất bự luôn. À mua hoài không biết ngán luôn hả cô. Trời ơi quá trời luôn. Đó. À trời ơi cái đây nữa nè mấy anh chị nè. Ê lộn luôn yếu nha. Lộn luôn tôi không giữ trách nhiệm như bạn. Đây, cái này thì là những cái mẫu mà chị nào muốn cái form to một xíu nè mấy anh chị nè. Rồi, thì là mình lấy những cái form này nha mấy chị nha. Màu trà đủ màu luôn, tầm khoảng là cả một chị chín hai chị. À đẹp thật, nên là chị muốn mua thêm hả? Giờ hôm nay em không có lên vàng Italy 750 mấy anh chị. Đó em biết mà mấy chị là hôm nay đợi 750 của chị Châu đúng không? Nhưng mà em nói chị Châu rồi, em thương lượng rồi với chị Châu rồi. Chị Ngọc Thanh Tâm ơi, chị đợi chút xíu nữa, cứ nhận đó em đâu nay em báo giá cho mấy chị sau nha. Để em cho mày rút em review nha quý anh chị. Đây nè, à, đây 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 cái nhẫn này nè, đẹp ghê nè. Ôi cái túi tiền nè mấy anh chị nè. Thấy chưa? Thấy gì chưa mấy anh chị? Mấy anh chị đã thấy gì chưa? Con chưa nè. Trời ơi cái này nó cũng mập không kém nha mấy anh chị. Cái này nó cũng mập không kém luôn nha. Quá gì cơm luôn rồi. Đẹp quá trời mấy anh chị ơi. À nhẫn có đây 9-10 không hả? Em không biết nói gì ấy ơi. Vì cái này hàng mới về, hàng của công ty mới về sáng nay luôn mấy anh chị. Em chưa kịp làm tem là em đã lên live cho mấy anh chị rồi nha. Sáng nay em tóc hết cái đồ ngủ tiệm của em luôn. Em cho ra 6 set để mà em mới mẫu cho mấy anh chị nè. Nên là em chưa biết là Nita là như thế nào nha. Có gì mấy anh chị chốt đi, nếu không vừa tay mình chỉnh đi sau cho mấy anh chị. Chứ giờ em cũng không biết là như thế nào hết mấy anh chị ơi. Đây. Đó, cái nhẫn hột trắng đây kim tiền nè mấy anh chị nè. Nói chung rất là nhiều luôn. À con mèo nó kêu meo meo. Con mèo ở cửa nè mấy anh chị nè. À, con mèo, à con mèo, à nhẫn xanh đeo bao nhiêu em hả? Đời đợi em xíu nói giá con gì đây? Trời ơi, cái con này con mèo gì mà? À, con mèo chiêu tài, cái con này ốm nhô mà, cái con này ốm nè. Cái con này ốm giống như Thảo mà mấy anh chị ơi, em là mập, em mập lắm, à ốm giống như Châu.
ống này trong đó mấy anh chị, mà nó trắng giống như em nha, chứ còn nó không đen giống chị Thảo mấy anh chị ơi, không đen giống chị Thảo nha. Trời ơi, chị Thảo mà nghe chị biết chị làm chết mấy anh chị. Nhẵn màu từng, bây giờ mấy anh chị ơi, em nói nghe nè, mấy anh chị đừng có hỏi nay tay, em không biết nay tay bao nhiêu đâu mấy chị, vì hàng nó mới về mà. Trang Trang cắt cái tim mình ra luôn nha. Bây giờ mấy anh chị cứ cháu đi, nếu mà có nay thì em bảo cho mấy anh chị, còn nếu không có nay tay á thì là có gì mình chỉnh sai mấy anh chị nha, chứ còn bây giờ em cũng chịu quá mấy anh chị thiệt luôn. Trang Trang xíu nữa anh đo nay tay cho mấy anh chị sao cho. Rồi bây giờ nè mấy anh chị ơi, à, chị Thảo Đen đã xuống rồi. Chị Thảo Đen nói là tối chị Thảo Đen đi chơi mà nói đi công chuyện. Đó, thì là bây giờ Thảo Đen sẽ bao tiền công cho mấy anh chị trong lô này nha. Bao tiền công cho mấy anh chị lô này là bao tiền công chỉnh đi. Thôi, bao tiền công chỉnh đi mấy anh chị. Lì lì. Lấy mấy. Đó. À, con mèo bao nhiêu em? Con mèo này nó ốm nhom mấy giờ, con mèo này chết. Bây giờ chuẩn bị nó tiền. Bây giờ này là chuẩn bị tới Tết nè. Cái con mèo này nó chuẩn bị nó có tiền nhiều rồi mấy anh chị. Nó sẽ mập lên mấy anh chị nha. Con này chuẩn bị sẽ mập lên. Con chưa mấy anh chị. Con mèo là khoảng cái 1.1-1.3 mấy anh chị nha. Một con mèo ni 17 rồi ơi, chị trái táo ni 17 nè. Rồi bây giờ em sẽ bán con mèo trước. Vô đây lên mua. Đây, chuẩn bị bây giờ đến tiền con mèo cho mấy anh chị nha. Bây giờ là con mèo là có mấy con đi. Con mèo chiêu tài. Con mèo chiêu tài nha quý anh chị. Con mèo chiêu tài nha. Trời ơi nó đẹp mấy anh chị ơi, nó đẹp gì đâu luôn. Một chỉ bây giờ em tính khoản cho mấy anh chị nha. Một chỉ một phân, một chỉ một phân hai đi, một chỉ gì của chỉ ba. Ô chỉ ba Trang ơi, chỉ ba đi. Bây giờ là mấy anh chị ơi, cái này là em có báo giá khoản cho mấy anh chị nè. Tiền công xe cho mấy anh chị là chỉ có là bao nhiêu đây? 320 thôi. Rồi một chỉ ba, giá vàng là 3.340.000 cho nay được tiếp. Chị nào mà chốt đơn hôm nay em sẽ, nếu mà không vừa lên tay em sẽ bao lên tay cho mấy anh chị trên cái live trực tiếp này nha. Rồi con mèo nó kêu meo meo. Rồi 4.662.000 4662 là con mèo chiêu tài cho mấy anh chị nha. Rồi ni tay thì bây giờ mấy anh chị không muốn vừa tay thì mình làm chỉnh đi sau giùm em nha. Chị trái táo là chốt một con mèo nó kêu meo meo. Trang một cái đó con mèo nó kêu meo meo kìa. Rồi ra đơn rồi đó. Còn chị nào lấy con mèo nữa không? Chị còn chị nào lấy con mèo nữa không ạ? 4.662.000 mấy gì nha. Chị mua bằng ý bên em bị đó hột nhỏ hả? Chị đó hột nhỏ đem nó tiền đó chị ơi. Có gì mấy bạn gắn hột là gì cho? Rồi chị đáy báo lên một con mèo cho chị đáy báo nè. Con mèo tiền công 320 cho mấy chị nha. Con mèo chiêu tài luôn. Cái con mèo mà mấy chị hay biết người ta để phía trước cửa không? Nó có chiêu tài đó là cái tay nó hay lắc lắc vậy nè mấy chị nè. Lên bông nữ hoàng trà đi em, được ghê cóm lên cho. Rồi con mèo mấy chị nha, 3.662.000 là con mèo. Rồi bây giờ em qua cái nhẫn này con mèo này cho mấy chị nè. Rồi còn nhẫn nam mà đợi em một chút xíu nữa em sẽ lên luôn cho mấy chị nha, luôn nhẫn nam nha. Ai chị chốt 2023 à, 2023 hả? Đây bây giờ qua 2023 ra 2023 đâu chị bao nha chị, chào khách cho mấy chị. Chị đưa em bé em nói nam ơi, anh chỉ có được tới chị lấy nhận luôn nè, chị nào ra cho xác định vé sao? Hai trăm, 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 con mèo có mặt không để em xíu, yếu mà cho qua phụ đi được, yếu mình cho qua phụ đi vì nó có đẫm dây bên đây của chị, cái này là đứt dây là không có lai được nữa. Dây cái đây nè, dây cái đây nè em, bây giờ em đứng có đẫm dây là không ấy được, bơ qua bên đây nè cho khách lựa cũng được. Rồi nhẫn 2023 rồi đợi tiêm báo giá cho mấy chị cho. Nhẫn 2023 bao nhiêu tiền rồi mấy chị muốn cái nhẫn 2023 đúng không? Ok. Đây cái này là bỏ đơn qua nha chị Điển Nguyễn, đợi xíu chị Điển Nguyễn ơi, không có nói lời hết chị Điển Nguyễn, đợi em một chút xíu. Rồi cái nhẫn 2023 đây này mấy anh chị nè, cái nhẫn 2023 nha thì trọng lượng vàng tạm hỏi là cái 5 phân hơn mấy anh chị, bây giờ là nó về tới chục chiếc lận, bây giờ em báo khoản cho mấy anh chị trọng lượng nha, chứ đừng hỏi sao ủa lên live chi nó báo là 5 phân 22 mà sao bây giờ 6 phân là 7 phân thì làm mấy anh tham khảo giùm em nha, hoặc là 4 phân nha. Tiền công xe là chỉ có là 240 thôi, 1.983.000. Cái nhẫn 2023 là 1.983 là mình có đơn mấy chị nha, 1.983 là mình có đơn. Rồi chị nào chốt cái nhẫn 2023 thì comment lại giùm em nha. Cái nhẫn 2023 rồi để xuống đây nhỏ qua đi. Rồi cái nhẫn khuôn ngọc đúng không, có đi ta chưa Trang? Rồi phân kêu là cái nhẫn 2023 nè. Rồi chốt 1.983 chị Mộng Tiền.
Alex Thanh Vũ là 19823. Em thấy mong nhấn nam nữa kìa, nhấn nam nhiều lắm mấy chị ơi. Rồi còn chị nào mà nhấn 2023 nữa thì các bạn nhầm em nha. 2023 là chỉ có là 1.983 thôi mấy chị ơi. 1983 là mình có đơn cái nhẫn 2023 nha. Nè Trang, ghi cái số mã máy vô nghe Trang nha. Ghi cái mã máy vô để có chừng biết chừng. Trời một mâm nhẫn nam với nhẫn nữ luôn, đẹp quá trời luôn. 1983 năm sinh của chị, có bớt giá không em? Chốt luôn chị luôn, khỏi là bớt giá luôn của chị luôn. Cho chốt nhẫn xanh đi chi hả? Rồi, Duyên Cao là một cái nhẫn 1983 nè, Nguyễn Trang 1983. Rồi, Trang ơi, đến điện nhẫn đi Trang ơi, cái nhẫn hữu sắc màu xanh cho Thành An nha. Rồi, chị Nguyễn Ngọc 2023. Rồi, còn đơn không 2023 mấy chị ơi? Bỏ đơn qua đêm Hà Nguyên 1983. Chị Nguyễn Ngọc ơi, cái nhẫn 2023 chứ có là 1.983 ngày thôi mấy chị nha. Chỉ hoãn cho em là 1.000.000 đi mấy chị. Còn lại buồn mấy chị nha. Ok, chị Duyên Cao, nếu mà không có em chỉnh thôi cho mấy chị nha. Nhá học xanh, đợi em xíu mấy chị. Rồi, cháu đi mấy đơn đi. Lấy cái cây nùm ni đo đi tay cái nhẫn của anh Thắng. Cháu cái nùm ni. Rồi chị My Nguyễn 1983 nha. Rồi 1983 em đưa qua cái lô nào, cái mã máy chị có ghi trong đây nè. Để mấy con lộn lô rồi chị làm không được. Cái này là bên đây nè. Bây giờ em lấy cái nào? Rồi em lấy cái này bên trong đây. Rồi cái mã chị có ghi phía sau cho em nè. Đó Trang hướng dẫn cho nó đi Trang để hết mua. Cái nhẫn ngũ sắc này mấy chị tiền công sẽ là 802 nha. Tiền công sẽ là 802, 3.056, 10.207.000. Rồi con gấu chốt 1983, trời lâu lắm rồi thấy con gấu nè. Rồi 10.207.000. Và nhẫn 2023 chỉ có là 1.983.000 thôi. Rồi chốt luôn cho Sang Trần 1983. Chị nào chuyển khoản trước sẽ được đơn tay và đi tay yêu cầu trước mấy chị nha. Còn chị nào mà chuyển khoản sau thì đi tay mình chỉnh đi sau nha, mình gửi hàng sau nha. Rồi Minh Phạm 2023. Trang có hữu. Trang có hữu bao nhiêu đơn 2023 rồi để biết chừng lấy hàng về thêm. Chị Nguyễn Ngọc chốt rồi, chị Nguyễn Ngọc nha. Rồi Thành An ơi, có nhẫn mà ngủ sát rồi Thành An nè, 10.207.000 qua mẫu nha. Rồi bây giờ lên cái nhẫn con tắm cho mấy anh chị nè, cho cái nồng ni luôn ơi, Trang Lemo ơi, cái nồng ni lấy rồi mẹ đưa đâu nhà. Đâu ủa con này nó có kia đây đây, mấy anh chị đợi một xíu em báo này cho mấy anh chị nè. Mấy anh chị ơi, mình giờ mình nghe rõ giùm em nha. Rồi cái nhẫn hộp trắng này là ni tay số 14 nha mấy anh chị, ni số 14 nha, nhẫn túi tiền đòi đợi một chút xíu. Ni số 14 là hộp trắng nhẫn con tắm nè. Cái nhẫn màu trà là đây số 14-15, á màu vàng. Màu vàng là... Rồi cái nhẫn màu vàng đó là chỉ có là đây số 14-15 nha mấy anh chị. Hình như mấy cái này một xài hết đó mấy anh chị ơi. Trang Trang, để ghế bên đó đi, chị đi qua đẩm dây là không được, đứt dây bây giờ. Màu 983 chị Nguyễn Nhung hả? Alo. Rồi, mấy cái này là một xài mấy anh chị ơi. Mấy cái này là một size 14 á nha mấy chị nha. Một size lên đây 13, 14, 15 là mấy chị thẳng nó đây vừa ha. Chị này phun tắm là 13 mấy chị đây cũng được. 13 đây cũng được mấy chị nha, vì nó là dạng phun tắm. Rồi một chỉ 03 mấy này, một chỉ 07 mấy. Rồi Trang ơi, một chỉ 0 mấy đây. Một chỉ 072. Rồi đại mấy tiền luôn cho mấy chị nha. Một chỉ 072. Và cái này không chỉnh pha chỉnh đi được cho mấy chị nha. Tiền công xe cho mấy chị là 790. Bưu mậu rồi. Ủa, 1.072 nhân cho 3.340, tiền công sẽ là 790. Rồi, cái này là mấy anh chị này là 4.370, 4.370, tiền công sẽ là 790 nha quý anh chị nha. Nhận của là nhận 6 cháu giả sòn, 2.467, 7 cháu giả sòn nha mấy anh chị nha. 7 cháu giả sòn, ni tay là cái này em khoản cho mấy anh chị từ ni số 12 đến ni 14 mà đeo vừa mấy anh chị nha. Đó, chị nào mà đúng, 790, chị nào mà đúng thì phải lấy giùm em nha, vì em không chỉnh sửa ni tay được. Em không chỉnh sửa ra được nha quý anh chị nha. Đó, đẹp chưa mấy anh chị? Bởi vì đâu phải muốn bán là dễ đâu mấy anh chị. Không phải là muốn bán là dễ đâu nha mấy anh chị nha. Rồi, 7 triệu, mấy triệu đây? Chỉ có là 4.370 thôi, tiền công sẽ là 790, phun tắm hết luôn. Phun tắm đẹp cực kỳ cho mấy anh chị luôn nha. Rồi, em qua nè. Nhận túi tiền nha. Rồi, Lemo ơi, tính tiền, nhận túi tiền. Nhận túi tiền là trọng lượng vàng của nó là bao nhiêu đây? Chỉ có là 6.5, 6.5 lê môi, 6.5 nha, 6.5, tiền công xe là chỉ có lại 3.2. Hình như cái nhẫn cái tiền này nó có đen nhỏ là mấy chị nè. Hình như là có đen nhỏ mấy chị nha, hình như là có đen nhỏ. Rồi đĩa Nguyễn 4.370 nha, đĩa Nguyễn là 4.370.
chị Nguyễn Ngọc em giấu rồi, chị Nguyễn Ngọc nha, em giấu rồi. Nhẫn màu vàng để em xíu lên liền bây giờ cho mấy chị cho. À, cháu ơi, Điểu Nguyễn lấy màu vậy chị ơi. Rồi cái nhẫn là tiền công sẽ là 320, nhẫn túi tiền túi lộc. Nguyễn Ngọc cháu rồi, là cái nhẫn 1923 đó. Ừ, chụp hình qua đi, chụp kịp không? Mấy chị ơi, nãy giờ mình cháu đâu bên em á, mấy chị vô trong nhắn á. À, vô rồi em một cái nha, để chuyển khoản cho em nha mấy chị nha. Rồi, 2.491.000 là một cái nhẫn túi tiền chữ á, chữ Pháp, này, chữ Tài nè mấy chị nè, chữ gì đây, chữ Tài, chữ Pháp nè mấy chị nha. Rồi, em có chữ Pháp, chữ Tài và chữ Pháp. Chữ là dành chữ Tài mấy chị. Rồi, có chữ mấy chị. Rồi, chữ Pháp. Rồi chỉ có là 2.491.000 thôi mấy chị ơi, tiền mày ở đây chứ để động lô là tụi em kiểm soát được. Rồi 2.491.000 là mình có đơn 2491 chữ Pháp. Rồi em chốt đơn chị Trần Nữ Diễm Trang là một đơn nha. 2491 2.491.000 tiền công xe 32. Nếu như không có điện thoại thì em sẽ chỉnh sửa cho mấy chị được. Nếu như không có điện thoại thì em bao tay cho mấy chị trên live này nha. Em sẽ cắt ly không mấy tiền cho mấy chị trên live stream được tiếp này. 2.491.000 là mình có đơn một cái nhận chữ Tài Pháp và chứng cứ cho mấy chị nha. Tài Pháp và Phước chị đỡ. Rồi mấy chị lấy cái nào thì cười mang giùm em nha. Rồi chị Nhi Trung này là chữ Lộc nè. Rồi em có chữ Tài, chữ Phước và là chữ Pháp nha quý anh chị nha. Đây mấy anh chị, em có con này nè. Nhiều lắm mấy anh chị ơi, trời ơi, quá được nhiều luôn nha mấy anh chị. Đây nè, Lam Đặng. Rồi chị Hồng Ngự 2491. Rồi chị Hồng Ngự 2491 nè. Lam Đặng. Rồi chị Hồng Ngự ơi, chị lấy chữ gì vô inbox giùm em nha mấy chị nha. Chị nào chuyển khoản rồi thì vô inbox giùm em. Chị nào mà chốt đơn rồi chuyển khoản giùm em. Chị ơi chuyển khoản hay không bay không biết chuyển khoản cho chị. Rồi cái nhà ơi, dắt vô đây. Chị Minh Phạm ơi, dạ có Minh Phạm. Có nha. Minh Phạm chuyển khoản đi. Hồng Ngự là chữ Lộc. Ok. Rồi, những anh chị nào mà chốt đơn cái nhẫn này thì comment giùm em là 2491 và có chữ luôn giùm em. 2491 và có chữ luôn giùm em mấy chị nha. Rồi em qua cái mẫu này. Em quay mấy anh chị Trang ơi. Dạ bây giờ cái này là em bao sai cho mình anh Nguyễn Linh ơi. Bây giờ anh cứ chốt đi rồi bây giờ không có lên tay mình chỉnh đây sao nhìn đây. Chứ còn em không biết lên tay mấy anh chị anh bảo giùm em. Trang lấy nhẫn bỏ vô chết nè. Mấy đứa cứ qua lấy nữa đó. Rồi 2491 chữ Phước cho cô Hà Nguyễn. 2491. Mấy anh chị ơi, mấy anh chị đừng có hỏi lên tay. Là mấy anh chị mà muốn lấy cái nào thì bây giờ trên live này bình thường là em chỉnh đây là sẽ lấy phí. Nhưng mà hôm nay chị Thảo có nói mấy anh chị ơi là gần đất rồi là chỉnh đi là em sẽ không lấy phí của mấy anh chị. Nên là hôm nay em sẽ không lấy phí của mấy anh chị. Đồ chỉnh đi nha. Trên live stream đợt tiếp này Nguyễn Ngường 2491 là chữ Lộc. Nguyễn Ngường 2491 là chữ Lộc nha. Rồi bây giờ em lên một cái nhẫn màu vàng cho mấy anh chị nè. Lên nhẫn nam đợi xíu mấy anh chị ơi. Nhẫn nam nhiều lắm nhá, sàn qua nhẫn nam với lại em 4 xi mê nhỏ. Quá đẹp luôn mấy anh chị ơi. Chị ơi chị đó chị Duyên Cao đúng không? Nhẫn nam này đúng không? Nhẫn nam đủ màu mấy anh chị. Ôi tài lộc mấy anh chị. Tài lộc nha, quá đẹp luôn. Lấy học hậu đó nè, lên là con hậu nè của mình thôi nha. Đi đâu vậy? Học tên của anh dám anh vô mạnh rồi. Ủa, cho nhã đứng đây nó coi vàng giùm chị á. Mà đi đâu vậy? Ủa, 2491 rồi chốt cho Minh Phạm nha. Rồi, 2491 chốt cho Minh Phạm. Rồi, còn chị nào mà nhận túi lọc nữa thì comment giùm em luôn. Em đang phía ngoài đi, em đang phía ngoài đứng đi. Mấy chị mà khách mà mua đồ á, mấy chị quay nè, buổi sáng từ đây nè mấy chị. Quá đông luôn rồi mấy chị ơi. Quá đông luôn rồi mấy chị, thiệt luôn á, ngợp thở luôn á mấy chị. Mới sáng sớm nhà em luôn rồi. Dạ, qua chị Thảo chào khách. Nè mấy chị, Thảo đang xuống nè mấy chị. Qua đi chơi rồi xuống rồi mấy chị ơi. Bắt làm rồi mấy chị, bắt làm đùa đó. Trời ơi, chào hết đi chị Thảo. Chào hết chưa? Nhận túi tiền đi bự có không em hả? Hôm nay là em sẽ bao sai cho mấy anh chị. Mình có chốt cái nào đây rồi có gì mình chỉnh đi sau mấy anh chị nha. Nhẫn tiền còn lại kia giá bao nhiêu em đợi đợi một xíu đợi một xíu đợi một chơi đợi một xíu mấy chị nha. Có hết nhẫn nam màu đỏ hả? Rồi để em coi chút xíu, em coi có nhẫn nam nào màu đỏ mình đi tay nhỏ nhỏ em mới lên cho chị nha.
Rồi bây giờ lên gì ta? Bây giờ hay lên luôn cái mâm này cho nó khỏi lộn như ha mấy anh chị. Trời ơi mình qua lâu khác nha. Đồng ý không nè? Đồng ý đi ha. Rồi ok, bây giờ cái nhẫn này nè. Không, bây giờ khách hỏi nhẫn màu gì, con nhỏ nó nhẫn màu đi chút tiền. Đây. Kê chút rồi kê lên lớn. Rồi 14 nè. 17, ô cái này có 17, 18, mấy gì nè. Nó nhỏ đi lên đây đi, 14, 17 nè. Bên đây đợi một xíu mấy chị, đợi một xíu nha. Rồi cái này là 15. Do hôm nay hàng mới về mấy chị. Hình như là trưa nay hay gì nữa là em về nữa. À nhẫn còn kinh tiền đi, ok chị, là 13. 13, 14, 15, 17 vậy mấy chị. Quốc đại đi mấy chị. Bữa nay gì phải chơi vậy? Trời ơi, bữa nay tiệm em đãi tiệc cái gì mấy chị. Trời, sáng sớm hết vô quá chừng trời luôn mấy chị ơi. Sáng sớm mà hết vô quá trời hết luôn rồi. Rồi, bây giờ em lên cái mẫu này trước cho mấy chị nha. Đó. Đẹp chưa mấy chị? Quá trời đó. Trang ơi. Bây giờ nhà ai cho mình được cái ta? Trang, bây giờ à, 2491 là chú Lộc đó chị. Ok. Bây giờ nè, để bây giờ mình hộp lại nè. Ý là bây giờ cho một bạn vô phòng hộ chụp hình để tính tiền, để tính tiền nó chứ. Không có tính tiền sao bán được, đúng không? Bây giờ nhờ, nhờ ai được không? Hai con nhỏ vô chụp hình. Ừ, đúng rồi, cho coi vàng luôn. Rồi vô nhỏ, nhỏ vô chụp hình đi. Đợi em thấy lại đường hình xíu không anh chị nha. Đợi em thấy lại đường hình xíu. Trời, sáng sớm điện quá đông không vậy? Vô hình đừng có sót đơn con. Đừng có sót đơn nha. Cái nào không bảo đâu được kêu vậy nha. Đẩy ghế về nè, đẩy ghế về coi khách nào hỏi đi qua đây. Để đừng mất dây. Đây, 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 đây. Nè Trang, một chỉ hai Trang. Một chỉ hai, tiền công 470. Một chỉ hai, tiền công 470 cho mấy anh chị nha. Hồi nãy em có đi tay bao nhiêu không mấy anh chị? Thì làm mấy chị nghe rõ giùm em, có gì xíu em lên nha. Rồi, bây giờ. Rồi, cái nhẫn màu trà này là 4.478 nè. 4.478 là mình cứ đôi, để lên đây luôn, để lên luôn. Rồi, 4.478, tiền công xe cho mấy anh chị là 470. Bởi nó già lắm anh chị, nó già nó đảo số ngược lại em anh chị. Rồi, 4.478.000 tiền công xe là 470 cho mấy anh chị nha. Lấy màu gì? Rồi nhẫn này đẹp quá, đúng rồi, đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá, quá đẹp luôn mấy anh chị ơi. Rồi, hôm nay là yêu bảo tàng rồi mấy anh chị, quá trời đông rồi. Tết hàng nhau, đếm nhẫn lên đây đây chọn đi rồi. Rồi, chị nào có lấy nhẫn này thì mấy anh chị nha. 4.478. Rồi bây giờ em lên cái nhẫn này cho mấy anh chị nè. Chị Minh Phạm ơi, bây giờ hiện tại là nhà em đang bị vỡ trận rồi ơi. Chị cứ chuyển khoản trước và để nội dung là tên, Facebook và số điện thoại. Nhân viên sẽ lên đơn cho mấy chị nha. Rớt mạng rồi, có mạng mà rớt gì đâu. Rồi, em có cái nhẫn này là ni tay cho mấy chị nè. Hình như nhiều lắm mấy chị ơi. Ni 16 vậy nè. 16. Dạ, dạ. Rồi 16, 17. Rồi rồi biết rồi, biết rồi. 17 nè, 17 luôn mà như nó có đủ ngay nha quý anh chị nha. Ôi cái nhẫn này xíu xíu nè. Ni số 9 số 10. Ni số 10. Ni số 10 mấy anh chị. À mấy anh chị ơi, địa chỉ tiệm em nằm ở là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị nha. Trời ơi, bữa sáng ngày em giờ này mới có gần 10 giờ hả mấy anh chị. Mà khách em tỉnh nó lên nó quá gì đông luôn rồi mấy anh chị ơi. Cái này là hôm nay là em thật sự mấy anh chị nha, mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, qua đây con nhỏ, mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng mấy anh chị, hôm nay là em không định đập hộp gì đâu, nhưng mà do hàng nó vừa mới tới luôn, nên là em quay luôn cho mấy anh chị á, chứ còn không có chịu chuẩn bị hết á mấy anh chị, thật sự là không có chuẩn bị hết luôn, nhân viên nhà em nghỉ. Hôm nay tụi em bị bảo tặng rồi, thì khách quá tải đông rồi mấy anh chị ơi. Có sao có gì thì mấy anh chị em phải lên em nha. Rồi cái nhẫn này em qua mấy anh chị, anh chốt em qua nha, 4.478, em qua nè. Rồi xuống đi thôi nhỏ. Còn chị nào mà nhắn xanh, nhắn đỏ, nhắn hồng gì đó đợi em một xíu nha, em lên lại cho mấy chị cho. Giờ qua nhẫn, cái nhẫn kim tiền. Cái này là kim tiền mấy chị, mình đưa chỉnh đi được không á. Rồi từ từ đi số 10 đến 17-18 gì nè mấy chị nè. Từ đây số 10 nha, là số 9 đây vừa nha. Để đến mình đi mua số 16, 17, 18 gì đó. Rồi em báo đi khoảng luôn cho mấy anh chị rồi đó. Tiền công xe, tiền công xe cho mấy anh chị là 209. Rồi tính tiền đi limo. Đây nè, chút xíu tính tiền cái lô này cho chị gái. 2160. Rồi 2.160.000. 2160 là mình có ơn mấy anh chị nha, tính tiền cái lô này cho chị gái nè.
Rồi 2160 là mình có đơn không? Dạ, là dễ nản gì. Rồi mấy gì? 2160 là mình có đơn cho mấy chị. Chị nào mà lấy nhẫn, cái nhẫn kim tiền này, kim tiền lưới này, kiểu mới nhất trên thị trường luôn mấy chị ơi. Kiểu mới nhất trên thị trường mấy chị, bởi vì mình chỉ có đập bột như thế này thôi mới lên hết được mẫu cho mấy chị được, mấy chị cận cảnh được tiệm cho em cho mấy chị được. Chứ còn mấy chị biết sao không? Lên like mấy chị yêu cầu em lên á, cái em lên hết thời gian rồi em đâu có được review đâu mấy chị. Trời ơi, nó đẹp gì đâu luôn mấy chị ơi. Ủa, nó đẹp gì đâu mấy chị nha. Rồi, bao nhiêu? 2160, 2.160.000 là mình có đây mấy chị nha. Tiền công sale là 209. Em sẽ bao size cho mấy chị luôn. Em bao size cho mấy chị trên like này nha. 2160 là mình có đơn. Ủa mấy chị thấy em không vậy? Sao em không thấy ai hết trơn á trời. Năm mô Di Đà Phật. Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng. Alo alo, đệ bàn có nghe chim sẻ gọi không vậy? Mấy chị ơi, đệ bàn ơi, trời ơi. 2491 cái gì 302 nè, bà già bỏ vô nè, để quên tiền công nè. Mấy chị thấy em không? Alo mấy chị thấy không mấy chị? À nhẫn thấy thấy hả? Nhau trắng đó. Rồi ok. À, riêng một góc trời 2160. Rồi cháu lên cho chị riêng một góc trời nha. 2160. 2160 chị Trần Nữ Diễm Trang đâu rồi? Niêm 21 là không có rồi chị ơi. Niêm 21 không có gì gái ơi. Niêm 21 lớn lắm tình yêu ơi. Không có đi tay chị anh đây nha. Thôi không làm đi được đây. Làm đi bự lắm, xấu lắm em. Rồi 2.160.000. Ủa, gì rồi 2160 là mình có đơn. À, nghe ở đây có chị trời ơi. Cái ông này rút nè. Rồi đằng nữa giống trang 2160. Rồi nhanh tay luôn mấy chị. Một đợt là về là một mẫu lạ luôn nha mấy chị nha. Mấy chị muốn đặt là cũng tầm cỡ 2 3 tháng nữa năm sau mới có nha mấy chị. Đã hay như thế trong nhà. Nhà có mấy xe nhà điện thoại có một cái xin đi vậy. Rồi con xe có 200 tiền có lên 200 mấy chị luôn. Rồi em qua mấy chị nha, em qua mẫu này nha. Rồi em qua. Qua mẫu luôn nha mấy chị nha, nên có tâm đồng lắm nè mấy chị. Có tâm đồng lắm luôn á. Vỡ trận rồi em ơi. Rồi cái nhẫn màu này đúng không? Đây chị gái ơi, chị gái nào hồi nãy hỏi màu xanh, màu vàng, màu đỏ kìa nè. Để đâu đi ta luôn cho nó. Rồi cho làm hộ những clip bên em nè mấy chị. Những clip nha, để uống màu cho mấy chị gái luôn. Em có hộp màu trà nha, có hộp màu đỏ. Chưa, chị là được trà, đây là đắt xin. Đây là New Day số 14. New số 14 nè. Màu đỏ là số 14, màu xanh là số 18. Màu đỏ 14, màu xanh 18. Màu vàng 13. Màu vàng 13. Rồi ok chị Quỳnh Anh. Rồi tôi biết mày nó quá. Rồi cái này là 10 trà ni 14. Màu trà ni 14 mấy chị nha. Quỳnh Lâm, Quỳnh Lê, Ai Kim Anh lấy hai cái kim tiền ni 17. Tôi biết trong một quá đẹp luôn mấy chị ơi. Trời đẹp cho mấy chị. Mẫu này là 2 tầng nha. Con em làm một đất ba con đất luôn nha mấy chị. Đấy thấy rồi, tốt cái này nha. Tết ra cái học cái trời đấy rồi cái đồng người nha. Như nào quá à không? Giàu tốt lên. Không, giàu đẹp là giàu, giàu chị gái này. Để làm hai á. Để mình chứng hành. Ôi cái đi tay nhỏ xíu luôn nè. Cái bộ nó chỉ đi luôn á, bói về luôn. Đá xanh lá, đá màu vàng. Rồi qua đi em, qua đi qua đi. Đây nè mấy anh chị Duyên Cao ơi. Cái này nó không có đi tao với chị này, Duyên Cao nè. Màu trà xíu xíu luôn. Ngay số 9 nè mấy anh chị nè. Ngay số 9 nè. Ôi trời ơi đẹp. Không mở đâu nữa rồi. Mẫu này là mẫu biết nhỏ nha. Nhỏ nha chị gái. Lớn xanh nha. Nhỏ thì mấy chị chốt đơn cho thấy cái màu giùm em nha. Cạnh hai cái này giùm em luôn. Lên cái màu lấy hai chiếc rồi. Rồi mình lên mang lấy hai cái nhắn cái tiền nha chị. Ok, okay. Cái nào nào còn tiền cho chị nha. Chị Long, chị Tường. Dạ không chị ơi, hồi nãy nè mấy chị nè. Alo mấy chị ơi, hồi nãy chị Nguyễn Trang nè, 1983 nè. Là cái nhẫn 2023 này vô alo giùm em. My Nguyễn vô alo giùm em luôn. Chị Nguyễn Dung vô alo. Sen Càng vô alo. Còn chị nào không alo thì em sẽ không có đâu nha quý anh chị. Qua nha. Nè cái nhẫn ơi. Ờ cái nhẫn màu trà nó tay nhỏ xíu luôn nè mấy anh chị. Nè trời ơi, cung chưa nè. Cái này là Nikai đó, chỉ có là ni số 9 thôi.
chị chuyển tiền rồi, ok tình yêu luôn. Cái này là ni số 9 nha mấy anh chị, màu trà ni số 9 nha. Rồi, màu trắng. Như Lan ơi, tặng khách cái hộp tiền. Cái màu mà cái phương hộp đó là tầm quả là ni tay số 13, 14 á chị, là điều khiển rồi. Rồi, màu trắng là số 15. Màu trà số 9, màu trà trắng số 15. Màu xanh là ni số 14, số 5. Một bạn đó ra đây nè, xong rồi. Ba nhẫn này nha mấy anh chị nha. Rồi, tao giữ cái đồng lượng đi. Tự nhiên lên xong, tự qua luôn như lên đây. Trọng lượng là tầm hỏa là có là một chỉ 9/92. 9/92, trà đi 9 á chị, rồi 992 nè. Nhân cho 3/3 40. Ê, qua tiền công như đây, con nhẫn. Rồi, tiền công xe cho mấy anh chị là bao nhiêu đây? Tiền công xe là 3... Ủa, đưa coi chứ để lộn. Rồi, tiền công xe là 370. Tiền công 370. Màu trà là ni số 9. Màu trắng, màu xanh là ni số 14, 15 gì mấy anh chị ơi. Dạ được, cái ni số 10, 11 được mấy anh chị nha. Rồi, 3.683. 3683 là mình có ơn. Chị nào mà chốt lại, tìm lại cái màu giùm em. 3683 tìm lại cái màu giùm em. Có một bạn, ờ đúng rồi, một bạn bông mạnh ra, đi lên 200 hủ. Hủ bất ngã lên tâm chưa ra á. Đi đầu quá đẹp, em có 30 nhóm nhanh tay luôn mấy chị gái ơi, chỉnh. Rồi qua đây nhỏ, nhanh nhanh gọn lại đi mà nhiều đồ quá. Rồi màu trà chốt cho cô Hà Nguyên. Màu trà chính gắn ngọt, đang gắn ngọt bao nhiêu vậy? Rồi màu trà em mới rồi mấy chị ơi. Màu 8, số 8 này hết rồi mấy chị. Xanh lá, rồi chị Nga Phạm xanh lá. Lên tiệm nói luôn chị Nga Phạm ơi. Đâu hôm nay đi lấy luôn mà tình yêu nha. Rồi qua cái nè. Qua cái rồi lên cái nhẫn đối tượng này. Chị mua nhẫn màu xanh ni 18. Bây giờ Hành An chị lấy cái nào? Hành An ơi chị lấy cái nào? Nãy giờ em lên mấy màu luôn á chị Hành An ơi. Bây giờ ví dụ như không có lên tay mình cứ chốt 17, 16, 17 đi. Đó thì mình chỉnh đi lại chị. Rồi bây giờ em lên một cái phương biết cho mấy chị tiếp nha. Có màu phục hồi kiểu sờn không mà như là có chị ơi. Đợi xíu lên từ từ cho mấy chị nha. Do hôm nay em bị vỡ trận á mấy chị. Vì hàng mới về. Hàng mới về mấy chị ơi. Tính tiền đi bà già. Lên ơi. Rồi nhận số tiền nè mấy chị nè, nhận số tiền nha, một túi là. Alo các bạn ơi, có hàng cho mình có hàng được khách nha. Đừng quá nhỏ ơi, mua tiền đến đây bao nhiêu được, một lần giao ra là một tấm phẩm. Tính tiền là tính tiền phải cẩn thận cho nào nè. Từ đâu bạn yêu em à. Nghe hết nha các bạn nha, cái bảo trắng này hồng thảo bá anh nữa nè, tập trung bán hàng dùm tiền ấy. Tiền công qua đông đông. Đâu đâu mấy anh quen lên mất tiêu rồi, đi vô lấy tiền đi mấy anh ơi, đi mua chiếc nhẫn tiền cho người yêu người vợ mà nè mấy anh ơi. Trời ơi, chứ thương quá anh chị. Cái bụng nó mập giống như những chi mập. Đúng cái đai nó thanh mảnh giống như con nhỏ. Trời ơi, nè đó ra thanh mảnh với thương của em nha. Bụng bự như chi nha mấy chị. Trời ơi. Bự toàn tiền không mà. Mà nó trẻ như em cũng được nha, nó mới giận bây giờ lắm mấy chị. Trời ơi, nó trẻ như thiên thần như gái 18 như chi. Thiên thần là phải có, thiên thần là phải có cánh nè, thứ tiền. À, thứ tiền là phải có em mấy chị ơi. Tiền công xe là 304, 2.825.000 mấy chị ơi. Lấy màu xanh để là màu xanh, lấy màu trắng để là màu trắng nha mấy chị. 248, à 2825. 2825 kèm thôi chị em nha, 2825. 2825, 2825. Xanh 2825 trắng giùm em. 2825 xanh 2825 trắng giùm em nha mấy chị nha. Rồi xuất sắc chưa? Những cái tiền dễ thương quá nè mấy chị ơi. Dễ thương, dễ thương nha. Đeo cái này là tiền vô không có đai đâu. 2825 thì con xe 304 nha chị. Alo, yến rồi xin phép quay tư liệu nha. Nè, chị Hành An nè, chị Hành ơi, cái nhẫn mình xin lỗi gì ạ? Cái màu xanh nó. Em gái cho lấy điều đặc, chị gái cho con dở. Rồi 2.825.000 em qua nổi mấy gì nha. Đổi chị chứ tiền màu xanh 2825 nha. Rồi ok chị, đổi gì chị à? Đồ nữ, đồ nữ vô nè. Trời ơi, hôm nay đẹp lắm mấy gì. Trời, quay nhanh nhỏ ơi, quay nhanh nhỏ. Mấy chị cũng em lên mấy cái gì cũng làm anh coi nữa không nè. Để cho em một chiếc 2825 hả? Rồi chị nào mà chốt đơn chuyển khoản trước là sẽ được. Sẽ được đi tay trước mấy chị nha. Chị nào mà chị hoa trước thì mình comment trước giùm em mấy chị ơi. Đồng tiền hay trước là đồng tiền thành công nha mấy chị. Đồng tiền hay trước là đồng tiền thành công giùm em nha. Rồi 2825 màu vàng đi 11. Dạ, đẹp chưa mấy chị? Mấy chị đã thấy gì chưa? Trời ơi nó đẹp gì đâu. Dán lên thành công vô bà già. Nó đẹp gì đâu mấy chị nha. Chị ở đây, chị Nhi Trung nè, chữ Lộc hồi nãy vô alo giùm em mấy chị ơi.
Nhi Trung Nhẫn Chí Lộc do lâu giùm em. Em cứ em đưa đồ cho mình nghe chị nha. Xem nhẫn hộp trắng to đi. Rồi ok. Ở nhã rồi nè em. Nhẫn hộp trắng to nhiều lắm anh chị. Quá trời đất luôn nè. Ôi nó đẹp nè. Đó, thấy gì chưa? Mấy người thấy gì chưa? Quá đẹp luôn. Mẫu chiếc chưa? Rồi, 2825 màu trắng cho Trà My Nguyễn nè. Rồi, Trà My Nguyễn vô lâu giùm em mà chiếc ngoãn cho em là 1.4 triệu tiêu nha. Rồi, có biết gì đâu mà nó xuất sắc mấy chị ơi. Đẹp xỉu luôn mấy chị ơi. Quá đẹp rồi mấy chị ơi. Xuất sắc. Chữ tài em nhé hả? Chữ tài hả? Rồi, ok. Bông cái hồi nhỏ cho chị á. Ơi bấm giờ nhỏ là mấy chị nè, đỏ thấy gì chưa? Mấy chị đã thấy gì chưa mấy chị? Đẹp quá cho đẹp luôn rồi. Có biết đâu nó đẹp mấy chị ơi, nó đẹp hơn em luôn mấy chị. Ơi có mấy nhẫn minh mảnh luôn nè. Đâu rồi? À mấy cái bông nhẫn màu trắng này mấy chị đều có một cái màu sao đỏ. Rồi, bông chỉ hồi nhỏ. Nhẫn màu hột phun xung quanh đi chị ha. Phun xung quanh cái đó ăn có đi tay của chị. Chị tên Trần Ánh ơi. Đời đi 11 nè, 2 nè. Nhắn cái số 1 con rồi, số 1 chỉnh ngay được cái gì hôm nay là em đo thanh ngay cho mấy chị nhớ chốt được like số 1 cho mấy chị nha. Cái hộ của mình là số 1 khách hàng của mình thôi nha. Thằng lớn, Nhi Lan, Nhi Lan. Đâu có gì? Tôi cho một cái tiết kiệm 18k cho anh ra bây giờ. Đợi xíu, đợi xíu. Năm phân 5 phân lẻ 5 tiền công sale là 320. Thôi lấy 300 nè bà già ơi, lấy 300 đi chứ. Rồi mấy chị ơi, em 1.978.000 em có là màu xanh lá, màu xanh dương và màu đỏ mấy chị nha. Và màu trắng. Rồi 1.975.000 là đi tay số 11 mấy chị. Đi số 11 nha. Và mấy chị ơi, vì tìm em quá là đông luôn rồi mấy chị. Ok chị Điểu Nguyễn. Rồi 1.978.000 tiền công xe 300. Em có màu trắng, màu xanh lá, xanh dương và màu đỏ nha. Đó. Như đây là hiện tại là đi số 11 nha quý anh chị. Chị nào mà lấy thì comment giùm em nha. Lấy comment cái màu luôn giùm em. 1.978.000 tiền công em xin có là 560. Mà nó thấy đợi chứ. Bên kia kia nhỏ giờ là mình không nhớ ơi. Rồi, ôi, đúng rồi, chuẩn bị hồ quen đâu có chiều nữa mấy chị đâu rồi. Xanh Dương đi số 14, ok chưa? Không, cái này là Ni, đúng rồi, chốt đi đi chuẩn đi nha, rồi cuốn. Đâu này chưa? Đâu này là 4 rồi. Có những tiền là 2023 hả? 2023 là bây giờ chị lấy cái chuẩn đi chị thêm vàng cho Ni. Thêm bạn lên đây chị Mỹ Nguyễn nha. Thêm bạn lên đây rồi. Cái trắng là đi số 13 nè. Chỉnh đi số 1 được. 13 chỉnh đi số 1 được mấy chị nha. Chốt luôn chị gái yêu của em ơi, có chiếc là chị. Bạn đông nè. Dạ em 23 em có chị gái ơi. Có mà như là qua mẫu rồi gì mấy chị. Đứng ngoài đi, chị Lý Lưu Hiền ơi. Thì bây giờ chị muốn mua thì comment đi, em vẫn thấy comment của chị mà. Nhẫn đỏ trắng nào? Nhẫn đỏ trắng đây nè. Alo, tiểu bao nhiêu đậu có rồi nha. À ồn quá vậy, tiền đông quá nha chị. Bạn nào xong qua đi giùm chị. Chị ơi, chỉnh âm thanh xíu gì, khách nó ồn quá không nghe được gì hết trơn. Đúng rồi. Quay quay qua hết đi mấy chị nè, coi đi thông cảm mấy chị ơi. Chứ giờ tiền đông quá rồi. Hả? Chú ơi, nói nhỏ thôi, chắc trong này chưa nói là như cái chợ hồn quá nghe. Chú nghèo quá. Nhớ một trắng xin tiền. Rồi, chị gì đi nè. Chị Tiền Nguyễn, cái này đi tay số 14 của tình yêu nè. Tiền công là 550, 7.130. 7.130 là cái nhẫn này nè, Tiền Nguyễn nha. 7.130. 7.130 là 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 7
Rồi còn nhẫn nữ hoàng này luôn, mình đi tay số 15 nè. Hiệu số 15 luôn. Cái này là bao nhiêu đây, nãy báo giá như đây. Cái này như tiền công là 4478. Rồi 4.478 là cái nhẫn này. Cái này có đi tay số 15 luôn nha. Đó, bây giờ cho lên mấy cái sổ luôn cho mấy chị rồi đó. Rồi nhãn hột trắng đây kim tiền á, đâu có cái nào hột trắng đây kim tiền đâu. Rồi hột trắng đó, hột trắng nhỏ mà này. Lên luôn này nè, cái này mẫu mới gì nè. Nhãn túi tiền giá bao nhiêu hả? Nhãn túi tiền mẫu gì lên mấy gì mà thấy rồi. Nhãn túi tiền mà trắng nè, trắng này nè, giá nhiêu quên mất bà rồi. Rồi nhẫn túi tiền là 2.825. Có màu xanh lại có màu trắng nha mấy chị. Cái gì mà trắng đàn bốn cái đi. Không, cái bốn nào vậy? Đây, em có lên một cái nhẫn tiếp luôn cho mấy chị rồi nha. Em có là kiếp đỏ đen, rồi kiếp trà và kiếp vàng, mấy chị ơi, đỏ đẹp chưa mấy chị? Đi tay trung bình là khoảng cái 13-14 nha. Đi trung bình là khoảng cái 13-14. Trọng lượng vàng là một chỉ ha. Mặt một hộp đá xanh dương đi vậy. Cái nhẫn mặt đá là rồi, tiền công xe cho mấy chị là 440 nha. 3.974 nha. 3.974 là mình có đơn. 3.974 là mình có đơn mấy chị nha. Nếu ta hiểu em có thể chỉnh sửa được một đi một hay hay. Bây giờ lấy cái màu nào thì comment nhìn em cái màu đỏ nha. Nhận hàng chắc chắn được hơn trong mình. Dạ nhận cái tiền thôi, bây giờ như là có đủ đây chị Học Lan ơi. Hôm nay là bên em chỉnh đi là bao tiền phí cho mấy chị nha. Mình cứ ra hồi cháu đi mấy chị. Rồi 3.974 là mình có đơn. 3.974 là mình có đơn nha. Rồi qua mẫu đi em ơi. Qua mẫu đi nè. Rồi em qua lô nhẫn này nha mấy chị nha. Qua lô nhẫn này nè. Chút xíu nữa đi mấy chị. Chút xíu nè. Mấy chị thấy gì chưa? Đó, còn rất là nhiều mẫu nữa mấy chị ơi. Hao mình lựa chọn mấy chị. Chắc là nhiều luôn, trời ơi, nhiều là mấy chị nè. Quá trời đất. Mẹ cứ hết nè. Rồi em chạy con má nha. Mấy chị đến em đây là loại bông nha. Bông mấy chị gái nào có em nè, có về hình tròn, có viền vuông. Em có hình cái tim đậm màu đỏ và màu đen. Và đặc biệt cái hồng nhỏ của em đây đó rồi, bông hồ sơ nhân tạo viền tròn tắm. Mấy chị gái ơi vô nha, vô chốt mình vậy nè, có đặc biệt thêm là có thì các màu cho mấy chị đeo con hủy và bông một hộp một mấy ly cũng có nha, từ size nhỏ tới size lớn cho mấy chị gái luôn. Đẹp quá ha. Trời nó đẹp lắm, mấy chị mà đeo những bông này lên nha, nó còn có duyên luôn nha. Đen đen rồi xong đen để lẹ nha. Chị lâu đó nữa là bận bao nhiêu vàng thì đi đăng bá ơi. Trời hôm nay có mấy bông lạ ghê nè mấy chị nè. Bông mình gọt cứ dưa ha. Xin cho nè. Trời nó đẹp gì đâu. Đẹp làm sao bướm bay chập chờn. Trời ơi, hát dở quá mấy chị ơi. Đây, bông tay trang giá luôn rồi thằng. À bé đi lấy gì một lượng. Rồi ok, lớp học một lượng nha. Ok, em xíu mấy chị. Đẹp chưa mấy chị? Em đảo bông tròn, viền tròn tắm. Rồi bông tay viền vuông mấy chị nha. Trời nó đẹp rồi mấy chị. Ôi trời nó đẹp. Rồi bông viền tròn tắm này trọng lượng là tầm khoảng là cỡ 5 phân hơn mấy chị nha. Ôi bông tròn tắm, bông vuông nè. Bông vuông nó là cỡ tầm khoảng là có mấy phân thôi. À, khoảng là 5 phân hơn thôi à. Thì tiền công của đông đây vô này em sẽ giống như là 310.000 nha. Tiền công sẽ là 310.000. Chị nào mà lấy bông vuông á là 2.097.000. Bông vuông thì comment giùm em. À 2097. 2.097 là mình có lên. Bông tay màu vuông. Bông viền tròn mà già ơi. À sửa đi ha cô. Nè bông viền tròn. Đến đến nỗi cái đó lại là trên nhau một xíu nha. Chị để mất công. 2097 mấy chị ơi. 2097 là mình có đơn 2097. Quan sát cái khu vực bên đó coi là đồ của chị. Đâu nhã cái gì mà trà kia phòng hết bên nè. Bao hộp trà hả? Đến đây chịu cái lên là bọc nhắn đen đúng không? Cái này như nó có đủ màu viền tròn tròn đủ màu này mấy anh chị nè. Để nào bán xong rồi cho chị. Có mấy cái hôm nay hồi sau nó nhập hóa cân cho này mấy anh chị. Quá trời cân luôn nha mấy chị nha. Bông tay quá đẹp luôn rồi.
Rồi, Điền Du là 2.097 mấy chị. Bây giờ. Rồi, 2.097 là thôi bây giờ nè, 2097 mấy chị lấy cái vuông hay lấy tròn thì mấy chị cứ comment giùm em nha. Rồi em qua nè. Qua hôm nay. Rồi, cái này thì có đủ nè mấy chị nè. À, xíu nữa chị lấy giùm lát đây bận một lượng nha, một lượng. Nhiều của chị là khoảng có 52-54 gì đó. Chúng qua chiều nhỏ xong rồi. Rồi, cái bông bông một hộp tròn. Bông một hộp, bông tròn một hộp. Rồi. Cái bông viền tròn này mấy chị nè. À, cái bông viền tròn này mấy chị là tiền công sẽ là 1206 nha. 2097 là mình có đơn. À 2057 à. 2057 mấy chị ơi, 2057 là không có mấy chị. Trời nó đẹp nè mấy chị ơi. Đủ màu luôn. Bên em đủ cho em, bên ngoài em đủ cho em. Trời ơi, sáng nay đông dữ quá trời. Cái gì mà người đi như ký luôn mấy chị. Trời ơi, bởi vậy. Được rồi, bạn nào gặp xong rồi. Chị Thảo của em xuống mà phải điều hành luôn á mấy chị. Bông sao bao nhiêu hả? Rồi ok, tính tiền bông sao thì mới được rồi. Lắc một lượng động nha Trang. Rồi bông hoa mai nè. Trời nó đông mấy chị ơi. Sếp em xuống mà phải đi bàn luôn mấy chị. Chứ không không nổi luôn rồi. Bông màu trà ha. Bông màu trà để em đăng tiền mấy chị nè. Em đăng tiền mấy chị biết sao không? Vì nó có về đủ màu luôn mấy chị. Đây bông màu trà mấy chị nè. À, bông này nè, bông này nè. Rồi, bông ngôi sao này là bông bích đẩy nha. Thì tiền công là 220, 1.262.000. 1262 là mình có mấy chị nha. 1.262 là mình có đơn. Bông tay bích đẩy nha quý chị. Bông bích đẩy nha. Rồi, 1262. Qua nè. Nhỏ luôn, mấy chị gái ơi, nói chung đẹp quá không biết lên cái mẫu nào cho phải hết mấy chị. Rồi mấy chị ơi chấm chấm vào lên giùm em đi mấy chị. Rồi bông trà chị gái nào nãy hỏi em nè, là bông này là bông có đủ màu mấy chị nha, nó có đủ màu mấy chị, màu trà màu trắng gì, xanh lá xanh dương nè, tiền công là 260, 1.322. Rồi 1322 là mình có đôi nha quý vị nha, có đủ màu luôn, 1.322.000. Rồi 1322 là cái này có đủ màu nha quý vị nè, đẹp quá trời, đẹp quá trời nè mấy chị. Con chưa à? Để em tìm màu giống gì hết trơn không anh chơi. Do hàng mới về. Có mặt rồng đẹp lắm á chị. Mặt rồng nãy cái mặt ở rồi. Có mặt con rồng nãy nè, một lượng mấy nè chị, bụi bạch nè. Đẹp chưa nè. Một lượng mốt, lượng hai. Đẹp chưa? Bao đẹp luôn. Rồng có hỏi vàng đâu nha. Rồng mà may mắn luôn á chị. Rồng nè, tự nhiên bà giao lại vô trong giữ không hành trong này. Quá đẹp luôn rồi. Rồi, cái đẹp chưa mấy anh chị? 1.322.000 thôi nha, có đủ màu luôn, màu xanh lá rồi, chốt cho lên kia màu xanh lá nè. Rồi tạm đồ xong rồi cho xin chấm tay đi. Qua hai bạn ba bạn luôn chú. Hôm nay em đem mặt chi âm di lặc và dây lên cho chị xem á, là sao đó chị, là sao? Rồi màu trà nữa nè, xin chưa? Bông toàn phen hết rồi, ok từ từ em lên từ mấy chị nha, em sẽ lên từ từ, nó nhiều cái đẹp quá mấy chị, không biết lên cái nào cho phải nè. Em cứ sàn qua rồi sàn lại, rồi sàn qua rồi sàn lại. Chị Long Bá ơi, chị Long Bá còn đó không, chị Long Bá? Rồi xanh lá cho chị ơi, tôi qua đây nè Trang. Chị lên kia mà chống rồi đấy. 1322, tiền công mới là 206. Em qua mấy chị nha, chị có nhiều màu quá trời luôn rồi. Nè, còn cái lo bông tay này một vuông luôn nè, mấy chị nè, vuông nè, còn rồi ok. Lắc không Trang? Đây là chị, lắc không lặt nha chị ha. Một lần tư một phía, đẹp lắm chị ơi. Xem bông lặt. Vậy rồi, hôm nay thì em không có lên yêu cầu mấy chị nha. Biết sao em cái điện mẫu mấy chị, mà khách thì em đông quá đang. Đang xôn xao rồi mấy chị nè. Quá đông rồi. Xem màu vàng em hả? Học màu vàng là có hôm nay hồi nãy hả chị hay sao?
cô nhiều quá trời luôn nhỏ ơi. Cái này bông vui mấy chị nha, bông vui một tí. Không có, chị có lấy một cái à. Có một cái em ơi. Rồi, đây mấy chị nha. Đây, đẹp chưa nè. Bông này bông vuông, Trang ơi. Dài 18.5 hả? Rồi ok. Để coi cái nào dài 18.5 một lượng, lượng mấy không Trang ơi, đôi chỉ đi ra. Để nó cầm lên. Rồi, 4 phân, 5 phân đi. 5 phân tiền công sale là 250. Cháu rồi mà. Bông bông màu vàng tròn. Rồi chị Lý Phượng ơi, bông màu tròn vàng đó chị là 1.322.000 đó chị nha. Chị thấy đồng ý cháu không? Chị để lại giùm em là bông màu tròn màu vàng. Để con có màu vàng không đó chứ. Hình như là có mấy chị ơi, cháu đi mấy chị, có. Cháu đi mấy chị ơi. Cháu đi mấy chị, bây giờ nó tâm tư lẫn lại rồi mấy chị. Lắp tay mi bao nhiêu vậy chị ơi hả? Lắp tay đi tay khoảng cái 50 mấy chị nha. Rồi, bông tay vuông giả sòn, trọng lượng thì tầm khoảng là tới 4-5 phân nha. Tiền công sale là 250, 1.833, chị có đủ màu đó chị? 1833 Con nhỏ nhớ nhiều mấy anh chị, thả lại thả đi bạc bạc em đi mấy anh chị, trời ơi buồn quá. Rồi tiền công sẽ là 250 thôi. 1.833 một trà nè. Rồi không phải cái đó đâu bà già, cái đó đó đúng rồi. 1.833.000 giảm hết đẳng mấy anh chị, 1.833 màu trà cho chị Mỹ Liên Nguyễn nè. Rồi ok, màu trà cho Mỹ Liên Nguyễn là có bao vuông nha bà già nha. Không có đứt dặn đâu mấy chị, nó chảy không mấy chị, để nó chảy cho chắc mấy chị. Quay cho đẹp kìa. Trời ơi, cái màn hình đẹp quá, vàng cũng đẹp nữa. Rồi, 1.833.000 qua mẫu. Thôi qua bông nhỏ nhỏ thôi. Cho em xem mà dây chuyền nam được không? Muốn dây chuyền nam bao nhiêu vàng à? Rồi mấy chị có quay bông tay trong cái lô này không mấy chị? Anh đưa ra đây, ta đưa. Mấy chị có quay bông tay cái lô này không? Cái lô này bà lấy bông tay bà già đến tiền túi luôn. Thôi bây giờ lên đến tiền nè bà già nè. Tiền công sale là 290 bà già ơi. Khoảng cỡ 6 phần đi. Lấy đồ màu vàng lên tay em, đồ cái tràn lên là 1.833.000 tràn lên nha. Rồi chuyển khoản cho em tràn lên ơi. Rồi. Tiền công sale là 2.294.000. Một màu xanh xanh chấm đồng vàng vàng đó, thấy chưa? Một màu xanh chấm thêm vàng hả chị ơi. Rồi màu hồng. Màu vàng hả? Em có màu hồng nha, em có màu vàng kim, em có màu xanh lá. Em có màu cái nha, màu bột nha, hoa mai nở rộ luôn nha mấy chị. Đẹp xuất sắc luôn. Đẹp chưa mấy chị? Trời ơi, xong tiền luôn á, 2.294. 2.294 là mình có đem có màu xanh dương. Bông kịp đó mấy chị. Bông này dạng bông kịp nha. Màu nấy là thấy muốn tết rồi nha mấy chị. Màu trà này trời ơi đẹp. Rồi tốt màu vàng của chị Hương Kim nè. Một màu xanh xanh rồi. Vàng vàng mấy chị ơi. Biết bây giờ hai chị ba chị rồi ok, có gì chưa hôm nay em lên cho mấy chị nha. 2.294 mấy chị ơi, mấy chị cái món em đeo thử mấy chị coi không, mấy chị biết đeo như thế nào không, đẹp quá nhỏ rồi. Nhẫn bông đây là em bán nguyên bộ mấy chị ơi, em bán nguyên bộ nha. Bây giờ chưa cặp vô 2.294 con cho 200 mấy chị ơi. Quá trời đẹp, quá trời xinh luôn. 2.294 con treo 290 màu xanh biển cây lá. Sao em không hề nha, không hề năm mấy chị nha. Chị Điểu Nguyễn ơi, thợ làm kìa, bây giờ Điểu Nguyễn ơi đẹp quá, thái lên con trung tràn đỏ. Em biết mà, cái chị nói đây tự mà em mừng ghê gớm luôn. Em muốn đeo. Ê, đây đúng chưa, nhỏ từ từ quay. Đây đúng chưa, đây em ngược rồi. Ôi trời, đúng rồi. Tuyết đâu rồi? Bông này là bông đẩy nha, mấy nhái của em nha. Rồi bông đẩy bỏ lắm. Dạ, bỏ gì lâu, bỏ gì lâu, bỏ gì lâu, bỏ gì lâu, bỏ gì lâu. Màu, màu
đây vắng lên, con nhỏ kia em vắng lên mấy chị ơi. Alo. Đây bây giờ là em đang thử là cái một cái màu này. Alo. Một màu xanh xanh rồi chấm thêm màu hồng hồng, hồng. Trời đẹp quá mấy chị, mắc cỡ quá. Đây là phụ không? Rồi chưa qua cái màu 2.244 cái màu đó như thế này mấy chị. Chỉ cầm đeo vào rồi đẩy vào thôi nha. Nó nói đẩy sao mà nó có rất là chắc chắn luôn mà. Nó ôm cái bàn tay phía trên rồi mấy chị, nhưng nó bông sướng quá mấy chị. Từng giờ đấy. Thở rồi hả? Ok ok. Thế thở thở nha. Quay. Mà quay người ta thì cũng phải để người ta làm duyên làm dáng một cái chứ. Bị bà mày. Rồi mấy chị có sáu không nè, 2294 tiền công xe chỉ có là 209 rồi. Lên xanh lá nha, tiền công chỉ có 209 thôi nha mấy chị nha. Trời ơi, ngăn nhỏ, ngăn nhỏ nói nè, đeo cái bông tai này vô hả, là chị nào mà không có tiền là có tiền luôn. Rồi lấy một trà chị, anh có xin phụ rồi. Yến ơi, Yến. Chị thu qua chợ đi cho buôn khẩu chị ơi. Lấy một trà cho chị Ngân Nguyễn là thấy chưa? Mấy nhỏ kìa, mấy nhỏ. Nãy giờ cháu đưa là chơi kìa thử. Đó, quay 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 quay. Đẹp gái đeo đẹp lên nhìn đẹp rồi mấy chị. Anh đưa buôn khẩu đi. Đây nè, em đẹp chưa mấy chị? Em cũng đẹp mà bông cũng đẹp nha mấy chị ha. Đó. Quá đời xuất sắc rồi. Quá đời xuất sắc cho mấy chị nha. Chị có bao nhiêu? Mấy chị mà đeo cái bông vàng đó, đọc cái tiền bao nhiêu hết cháu? Tiền công 290 chị ơi, chị xuất sắc luôn thì nó có nào giùm em. Rồi, rồi, có người mẫu gì đó anh ơi, con xong rồi là vui biết cái gì đó nãy nha. Một, hai mà đeo con tay lên nóng nha. Rồi, 2 triệu 2 đồng. Chị em đòi cái con tay chị ạ. 2294 mới về. 2 triệu 294 giùm em. Nó nhỏ ơi, rồi, xin lỗi em con nhỏ ơi. Chị lên lên vô nhóm đi giùm em nữa chị ơi. Đông chừng nào ok lên liền mấy chị. Thôi qua nổi ra nhỏ, không thấy cháu rồi nhỏ ơi. Đâu, qua đi. Thấy chưa? 2294 màu đỏ cho chị Ngọc Đặng nè. Ai ai, từ 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 từ. Để em nói giỡn thôi chứ từ nãy giờ em giỡn, em quan mấy chị nha. Nói chung dễ thương lắm mấy chị. Bông tai mấy chị đây hơi model một xíu ha. Chỉ có là 2.294 thôi. Mấy chị thấy đơn ở Việt Nam thì chuyển khoản cho em là 50% nha mấy chị. Còn lại thì hồi em nha. Ô vô cái mặt đẹp quá anh ơi. Đấy vậy mà tinh vẻ luôn. Giờ mà anh nào không mê quá để. Trời ơi, anh nào không mê cái được. Đây thôi được rồi. Ai vô nhóm tiên rồi linh linh lát xanh lá luôn. Hồng. Ôi đẹp nè. Hồng hình màu trà. Hồng hình màu trà. Quay lại bán hàng giá từ phòng. Mấy cháu. Ok chị Trang. Ê con hậu ơi để quay phố rồi nha. Rồi những nam đợi xíu em lên hết luôn cho mấy chị cho. À, bông chị nào đúng không? Bông chị nào tiền công bao nhiêu bà già ơi? Tiền công sale 29 bây giờ. Một chỉ 074. Không sao đâu, không sao đâu. Một chỉ 074 nha mấy chị nha. Một chỉ 074 là đôn tai chà nào. Bao nhiêu? Rồi, bông chà nào này là 3.877 ngàn. Rồi, Minh Tiết là 2294 màu đỏ nè. Bé anh 7 chỉ 1.8 có cảm chịu lấy. 1.8 nha. Bao nhiêu rồi, làm xíu chị. Chị em còn lại cái lớp nam cô bốn học. Lớp nam ở dưới này ạ. Cái đây bông tai chị nào rồi? Để hậu gần hết không? Đây này mấy anh chị, bông chị nào nha, 3877. Bông bạc nha quý anh chị, 3.877 ngàn nha. Rồi qua nè, còn chị nào muốn lên bông tai gì nữa thì comment cho em mấy anh chị ơi. Muốn lên bông tai gì nữa? Ai có ông tài sĩ dễ thương quá trời nè. Bông bông bé tim nha mấy chị. Bé tim. Chú mua tập bóng cưới nha. Bông kim cương là bông đất đẩy. Chị cho chị coi chùm bông chùm một nhỏ nhỏ. Bông chùm một nhỏ nhỏ là bông nào? À bông hoa tiết. Đợi đợi xíu mấy chị ơi. Bông tai kim cương toàn ten đất đẩy ha. Một chỉ 42. Bà già xe tiền công là 420. Rồi tiền công sẽ là 420 nha quý anh chị nha. 5.103.000 ngàn tháng này được 2 đơn. Tính tiền cho bà già ơi. Rồi 5.103.000 tính tiền đã rẻ nha bà già.
tiền công bán lời khoảng 500 gì thôi. Tới giờ tiền công bán lời có mấy chục ngàn mấy gì ơi trời. 5103 rồi qua mẫu nè, 1942 bông mít 7 qua nè. Bông tiếp chị Linh Linh của em nè, cho chị xem giấy xe trắng nghe một cái đó luôn. Bà già kêu quá, cái tiền công xe 302. Tiền công xe 302 cái gì nè? 1.8 được đúng không? Bông bạc nha quý anh chị nha. Bông bạc nha. 1 chỉ 4 văn 92 5303. Rồi 5.303. Rồi còn đang chạy nâu hả chị hả? Rồi 5.303 là mình có đơn. Rồi, đó đó mấy chị. Toàn nguyện nha mấy chị nha. Bông tiếp. Bông tiếp cho chị nè, bông tiếp như bao rồi. Đây có bông tiếp, đây có bông tiếp chị Linh Linh của em nè. Bông tiếp chị Linh Linh nha. Rồi thôi bây giờ em có bông tay có mấy chị nha. Em có bông tay nha. Còn chị nào mà lấy bông tay thì mình comment giùm em ha. Rồi qua đi con nhỏ ơi. Ai bông chạy nầu rồi đó hả? Thật ơi. Bông mai lên cho em coi với hả? À, 7/04. Tiền công sale 209. 2.641 nha. Toàn tan chạy nầu rách đẩy. 2641. Rồi 2.641 ngàn mấy chị nha. Đây nè mấy chị. Bây giờ quay một vòng xa lượt đi. Mấy chị muốn lấy đồng lượng vàng mấy phân thì comment cho em báo giá mấy tiền cho mấy chị cho. Dạ đủ rồi cô ạ. Dây cùi mà quá chờ. Gom luôn ra trên trên gom luôn ra ngoài đi. Bán được ra ngoài đi. Bông tiết chị xem á. Ok. Bông tiết chị xem nè Trang. Rồi 5303 là bông tay Lệ Vi. Bông Lệ Vi. Bông Lệ Vi cháu của chị Bửu Quyên Nguyễn Thị nha. Rồi em cảm ơn chị nha tình yêu nha. Tiền công xe quá rẻ luôn mấy anh chị ơi. Chỉ có 302 rồi. Rẻ rề luôn. Nhã ơi, lấy bị bỏ đâu nè con. Giờ hôm nay có xe tiền công mấy anh chị ơi, có xe tiền công hết nha. Ủa cái bông này lạ quá, này con nhỏ nè. Bông muốn mới đúng không? Mới. Ôi trời đẹp cái chứ mấy anh chị. Ở trên là đích thể hình thôi nha. Chị ơi lên bông kéo hôm nay trời nồi có lời rồi hả? Đang cần gì đúng không em? Chào khách chuẩn bị. Chị đầu trên nữa đó. Bông tay kế chữ hờ mà cái gì vậy? Chị ở xanh á. Không phải, chị gái đây chỉ comment nè. Chị ơi lên bông tay chè nồi, bông chè nồi kế bên bông GG. Ừ. Chè nồi đây chứ chờ luôn đó chị. Em ơi chị nha, đến trả tiền đi nha. Rồi, bông tiết lại rơi đất đẩy mấy chị nha. 1.094. Ok. À 1.094 mấy chị ơi. Rồi tiền công xe 307. 4.024 nha. Rồi 4024 là mình có đơn. Rồi 4024 là mình có đơn bông chùm hột nhỏ. Cho chị hít bông chùm hột nhỏ nào. Để cái động lượng này mấy chị nè. Cái động lượng em để đó mấy chị ơi. Rồi đây chứ hồi đây mấy chị ơi. 8/55 tiền công xe 302-3176. 3176 là mình có đơn với chị. 302 tiền công xe là 302 2.765 nha. 2765 là mình có đơn nha mấy chị. 2765 là mình có đơn nha. Ủa bông giờ ảnh tiền cho em. À phải bông này không mấy chị. Trời cái bông nó đẹp nè. Rồi 6/46 nha. Chỉ có là 6/46 thôi. Bông tim trắng đang ảnh tiền mấy chị. Ai đây? Chị Anna Nguyễn nãy chốt cái nhẫn màu cái bông tay màu trà. Do lâu giùm em mới tình yêu ơi. Con coi có đơn kích vô chữ có đó con. Rồi tiền công xe này chỉ có là 250 Trang ơi. 6/46 tiền công xe 250. 6/46 tiền công xe 250. Rồi tái tiên màu trắng tiền công xe 302 2084 2.084. Bông tay chứ hờ BGS tiền công 302 3.176. Ủa Trang có lấy bông mà 18 không tỷ không? Ấy là ủa vậy hả? Chị Long Bá ơi, em còn lắc tay móc máy mà giả sòn bọng tình yêu nè. Bằng khoảng 2 lượng được không chị? Mà với có lấy tay của chị á, cỏ này là 1 lượng tư rồi, nó nhỏ nhỏ tình yêu nha. Bông hồng trà nồi. Bông hồng trà nồi đâu? Dạ cho em hỏi là còn quý khách hàng nào mà chưa tính. Rồi, bông chữ hờ là 3176 như mấy chị. Rồi em qua bông nha. Bông chữ hờ là 3176.
Rồi, cái bông này là tiền công sale là 250, 2.408.000. Em về Hồng Hảo chị đi. Bông trái tim là 2084. 3176 cháu của chị Ngọc Ngọc Đặng nè. Ngọc Đặng ở nước ngoài. Bông chí hờ. Các bạn kêu cơm hết chưa? Rồi, cháu cho cơm nha. 2.408.000. Rồi, còn bông tay trái tim là 2.084. Tiền công là 250, cái tiền công 320. Rồi, em qua em quý vị nha. Em qua nha. Không, không, không. Chị kêu, coi cái túi đó có vàng không? Túi trên mặt tía kìa. Giờ nào rít bạc bia rất là thanh ương nè. Tiền công xe là 390. Chị thôi, có 3687. Chị nào cháu đây là có hết giùm em nha mấy chị nha. Chị nào cháu đây là giá tiền giùm em. Là cái này là 3687 nè mấy chị. Ủa, tới tim trắng đấy, đọc giá quá trời rồi mà. Tiền công xe là 320, 2.084.000 nè mấy chị nè. Rồi, bông tiết đẹp quá nè mấy chị, không lấy hả? Đẹp lắm luôn á. Bông tiết bao đẹp cho mấy chị luôn nha. Em qua nha, tiền công là 370 nè. À, 4.024.000 nè. 4024, cháu đúng không? Cháu chưa? Rồi em cháu về Thanh Hương nha, 3687 nha. Mình đã biêu nha. Không gì nào. Sát bên mâm á hả? Khi nào mà sát bên mâm? Vậy chị cầm lại giùm em đi. 3687 lấy cho em. Là con ta chị nào còn không Trang? Khách muốn lấy thì em đâu nữa đó. Dạ em có 2 lượng nữa không chị? Em có 2 lượng được không? 2 lượng mà chị dài nó là 18.5. 2084 mua lại cho tim chiều ra tiệm lấy hả? Rồi đêm giữ tới 5 giờ chiều có mấy chị. Chị Nga Lê nè. Bông chữ hờ hả? Bông chữ hờ đây. Chữ hờ đẹp không mấy chị? Đợi chứ đợi em xíu nha. Đợi em xíu báo giá chưa? Chị Nga Lê nè. Đây. Bên phải là bên này. Bên phải là bên nào? Bên này chị nhìn cái đồng lượng giùm em đi mấy chị ơi. Em lấy cái tóc 8 tóc 8 em đeo thử chị ok không? Chị Nga Lê là... Cái gì? Không. Rồi ok, em xuống anh chị hành em gửi gì xem nha. Hết rồi đúng không? Bông bông kế chứ hồi vừa để hả? Đây. Này đúng rồi. Rồi rồi. Vậy chị Nga Lê chị phải chiến hoãn giùm em chị Nga Lê nha. 2048 là công ty trái tim phải không? Rồi sen Tràng ơi. Bây giờ là em giấu chị Nga Lê rồi. Có gì chị Nga Lê chứ không lấy em sẽ để đơn chị sen Tràng nha. 2765. Rồi cháu bông hoa mai thi hồ nè. Cháu Huy Trang để mất công nhầm. Bông bạc ba phân không chi. Dạ hôm nay không lên bông bạc ba phân rồi chị ơi. Rồi bông chè nồi là 2681. Cái bông vừa nãy thách hỏi bông chí hờ đúng không? Bông chí hờ tắm bự đâu rồi. Đây 1.134 nè. Em cầm luôn tay lên đi. Em kêu cho bé hậu luôn đi. Rồi còn màn nào chưa đi cơm. Rồi nhân cho 3340. Rồi tiền công sale cho mấy chị là chỉ có 300 thôi. Rồi bông tay chí hờ phun tắm cho nhỏ đang cầm cho mấy anh chị á là 4.088.000 như vậy nha. Rồi 4.088 là bông tay chí hờ Biaget ngân nhỏ đang cầm 4088 tiền công xe 300. Ghi giùm luôn Trang ơi, 4088 tiền công xe 300.000. Em chào chị ruột của em nha. Rồi 4088. Chứ chị sang cần lấy cái nào? Các bạn ơi, xin khách hàng quay tư liệu. Rồi. Nãy giờ chưa có tư liệu nào luôn. Nè, dán vô đi để trước mặt cho nó dễ dễ nhìn nè. Rồi bây giờ tính tiền của bông này nha. Bông chị đầu này nha. 1.177. Rồi, tiền công xe 300 luôn. 4.231.000. Bông tay này là 4.231. Rồi 4.231 là mình có đơn. Bông hoa chà nồi có mặt không em hả? Bông hoa chà nồi có mặt không là không biết nữa chị ơi, không biết có không chị nha. Bông vui mới bỏ xuống hả? Rồi ok, em chào chị yêu của em luôn. Rồi bông này là bông chà nồi là 4.231, tiền công xe 300. Ê đây tôi chị bảo cho nó, chị bảo cho. Bà già ơi tính tiền mà bà già tiền công 300 là cái giá đây nè. Rồi 1.3687, em có đơn không để em biết inbox hả? Chị ơi, chị Mở Hiền ơi, bây giờ nãy chị chốt cái nào vậy? Chị chốt cái nào chị Mở Hiền? Hình ra nãy gì rồi? Chị thôi. Nó đẩy mấy chị. Bông vuông để em sale tiền công cho cái này cho chị làm mấy kỳ nè. Lấy cái kiềm 2 lượng đi. Bông mai hột vàng sát mâm
bông mai hột vàng sắc mâm, bông mai này đúng không chị? Đây nè, mấy cái này là em ghi giá cho mấy anh chị nè. Bông tai là kim cương đất đẩy, 423 100 sao hả? Em ơi là không được rồi chị ơi, nhắn năm xin lá đợi em chút xíu. 421 có ai chốt thời gian này đúng không? 4231 lấy rồi đúng không? Đất đẩy chị chốt là 2408 rồi em biết rồi. Chị sang đằng nè, sang đằng 408 nè. Bông đất đẩy mấy chị, bông đất đẩy nha. Cái bông này ở trên đôi bộ mấy chị, màu sáng vậy em bán lòng một bộ rồi. Nhưng mà khách không lấy bông tai nha. Rồi, đợi chút. Nhẫn nhiều lắm anh chị ơi, nãy giờ là hộp nhẫn quá trời luôn rồi. Trang tính tiền nè, một chỉ 1 văn 18, bông lệ vi đất đỏ đất đẩy vậy. Bông lệ vi đâu có nào, trên đây đâu. Có chị chạm vị xuống mấy ngày chị ơi. Tiền công sale 300. Rồi bông tay vuông 3.4 triệu. Bông tay vuông 3.4 triệu mấy anh chị ơi. Tiền công sale 300.000 cho mấy anh chị nha. Khi bông này là cũng trong đồ bộ luôn rồi mấy anh chị. Nhưng mà em sẽ lại cho mấy anh chị nha. Em sale lẻ luôn. Bông màu á baby á, bông màu. Bông này á mấy chị, phải không? Bông này đúng không? Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây đây đây. Yến ơi nè em. Bông màu á baby. Bông màu nào? Nè, bông này đúng không mấy chị? Cái bông này em đeo nguyên bộ á mấy chị, mắc cười quá. Cái này em đeo nguyên bộ á mấy chị. Mà chị nào mua lẻ bán lẻ luôn cho đôi bông tai cho. Tiền công xe 300, một chỉ 874 bà già. Đúng rồi chị được ơi, nhiều bông đẹp quá. Đẹp quá kìa. Đúng rồi, bông tí cũng đẹp thì mấy chị nè. Chuẩn bị ra qua tư liệu em. Công ba xị đi, xeo rẻ luôn cho mấy chị luôn. Xanh vàng, Nam Mô A Di Đà. Cái bông này nãy giờ người ta lên người ta làm mẫu đẹp quá trời luôn. Bây giờ cũng vô, dặn tiếng người luôn. Bông này là 2294, tiền công xe 209. Đó, đúng không, bông kịp. Rồi tiền công xe ba xị nè mấy chị nè, bình thường tiền công tầm khoảng có 8-8% nha mấy chị nha. Thôi đi bà già, người ta hỏi với bà già. 6.559. Cái này là dạ không chị ơi. Rồi cái này là bông tay này là 6.559.000, tiền công xe 300. Bông này tiền công xe 300 luôn, 3.4 triệu. Thôi qua mấy chị nha, em qua nè mấy chị ơi. Bông tiết, tiết lệ rơi. Đây, chị lấy bông vuông, ok chị. À, chị ơi, cho chị coi có bộ nào đó có mặt với bông không chị ạ? Dạ hôm nay lẻ mấy chị ơi. Nè, chị đồ của ta lấy bông tay lệ vuông nè. Lá Mickey. Mấy bữa có tên là Mickey hay kì cứu luôn. Mấy bữa em kê mấy chị biết sao. Thôi em dám nói à. Bông tiết lệ rơi mấy chị nha. Một chỉ 094, tiền công sale 307, 4024. Rồi. Nhẫn năm sinh hả? Đâu có nào đâu, bông kẹp cho em xem như thế nào á. Rồi mấy chị vô sau, điểm ra mấy chị coi lại nè. Nhẫn năm sinh là cái nhẫn hồi nãy là 2023 đó lắm chị, là 1.9583 ngàn đó. Đó, cái bông này nó đẹp, bông này đẹp nha, bông này đẹp, đẹp bằng bao nè. Đây rồi, ai đẹp đẹp đẹp. Đúng rồi. Đây nè mấy anh chị, đó, ở đây mấy chị chim ngưỡng nó đẹp của em giống vậy nha. Rồi chào một cái, hello mấy anh chị, đây nha, bông này như thế này mình kịp vào, nó chỉ có là gần 6 phân vàng thôi mấy anh chị ơi. Em có đủ màu nha, một màu xanh xanh nè, giống như màu vàng vàng nè, và màu hồng, màu đỏ đúng không? Tinh dương là quá trời luôn. Tiền công sale là 2.294. Ok, 2.294 là mình có lên mấy chị nha. Tư vấn thêm. Dạ không có gì nữa, cảm ơn. Cái này không lên nhẫn năm sinh. Trời ơi, cái mặt như ba bi luôn con nhỏ. Trời ơi. Cái mặt như ba bi luôn mấy chị. Bông nữ hoàng kế bên ngôi sao đen. Bông như vậy em hả? Rồi, ok. Tiền công sale là 550. Còn ai chưa lên tên không? Nha. Rồi, à, bông đăng đeo là đích đẩy đúng rồi. Nó đích em có kẹp luôn mấy chị nha, có kẹp luôn. Rồi 2.294. Chị lấy thì để lại cái màu giùm em. Em quay mấy chị nha. Rồi qua này mấy chị nè, bây giờ qua nhắn nam nha.
Quà giáng năm nha mấy anh chị. Quà giáng năm. Quà giáng năm được không nè mấy anh chị ơi? Được không? Vì xem chàng là chốt không nè, nó bỏ xuống đâu rồi. Hồi nãy chốt là cái đôi tay mà con bạc rồi kia. 2.400.000 rồi mà. Con với Hồng Thảo là chung hay riêng? Ok chị Đỗ Cẩm. Rồi qua đây đi con nhỏ ơi, đây nè. Nhá sờ một đứa nữ, một mấy nhân nữ giả sờ luôn cho mấy anh chị nè. Trời ơi nó đẹp mấy anh chị ơi. Nó đẹp nhất nhớ con tim luôn không mấy anh chị. Quá trời quá đất nha. À, lớn có nhỏ có nha quý anh chị nha. Trơn có tắm có luôn. Đẹp cực kỳ luôn nè mấy anh chị. Đẹp cực kỳ nha. Trời ơi nó đẹp. Nó đẹp đẹp làm sao rồi. Trời ơi nó đẹp mấy anh chị ơi. Quá. Đây, bây giờ là sẽ lên nhẫn nam. À vàng 9-80 nha nhỏ. Ở nè con nhỏ ơi. Trời ơi nó đẹp. Đây đẹp chưa mấy anh chị? Sao em? Chị Nga Lê chốt cái bông tai gì đó chị ơi, vô alo vậy em một cái tình yêu ơi. Vàng công ty 980. Ê, đang lái mà. Chưa. Đây này mấy anh chị. Vàng công ty 980 nha, em có lắc tay và là có dây chuyền luôn. Mấy anh chị thấy gì chưa? Mấy anh chị đã thấy gì chưa mấy anh chị? Trời ơi nó đẹp. Vàng công ty 980 phú quý chữ phước đó. Rồi chữ phước lộng 3D luôn mấy anh chị ơi. Đẹp quá trời đẹp luôn. 3-4 chị trả lên nha quý anh chị nha. Trời ơi nó đẹp mà nó nhiều. Nhãn đồng tiền trên mâm là 5 phân nha mấy anh chị. 5 phân 5 phân hơn nha. Rồi chị Nga Lê ơi, vô alo một cái mấy bạn gửi hình qua rồi mới ra chị ơi. Đôi bông toàn ten có. Trên có ngôi sao ở giữa em hả Trang ơi, đưa ông toàn tan có ngôi sao ở giữa ông nào ở Trang coi ra coi giùm Trang. Rồi vàng công ty 980 thì cái này em cũng chỉnh sai chỉnh đi được bình thường cho mấy anh chị nha. Đây trời ơi nó đẹp, tầm khoảng lại 3-4 chỉ trở lên nha mấy anh chị. Đẹp chưa quá anh chị? Rồi như cái này là tầm khoảng là cái 2.3 nè, 2.3 một chiếc cho mấy anh chị nha. Đẹp chưa, quá trời xuất sắc long lanh luôn. Đó, em thấy mấy anh chị thả like hả tim cho em đồ nè. Bởi vậy, mình like vậy mới có lượt tương tác chứ mấy anh chị đúng không? Trời ơi, phú quý hả? Phú quý. Phú quý thì tầm khoảng là cỡ làm bao nhiêu đó ta? À, 3 chỉ ha, 3 chỉ 8. Phú quý mấy chị ơi, 4 chỉ 8 mấy anh chị nha, là chữ phú quý nè. Còn chữ phước là tầm khoảng là cái 3 chỉ, 4 chỉ, 5 chỉ. Rồi 1 lượng, 2 lượng, 5 lượng thì ở ngoài tiệm em nha mấy chị nha. Đó, em qua nè. Còn cái kim tiền này chị thoát cái like ra đi, chị thoát cái like ra rồi có gì thì vô tin nhắn đi rồi cái gì mấy bạn gửi hình qua cho em tính. Ủa có giá 90 không bà già? Ờ em chào chị nha. À, đây nè giá 90 hôm nay em bán là 5.250.000 để 5.250 với chị nha. Cái nhẫn kim tiền này á thì là em có là cái hai bản cái gì ta, bản là mấy phân, 5 phân. Đây là mấy anh chị nè. Rồi đôi bông tai này nãy chị gái nổi Minh Phạm đúng không? Tiền công sale là 290, 3.216.000. 3216 nha quý anh chị nha. 3.216.000 là mình có đơn. Rồi, tính tiền nhẫn 5 phân đi bà già ơi. 5 phân chính á. 5 phân chính với bằng 5250. Tiền công sale cho mấy anh chị là chỉ có là 250 thôi. Bây giờ nó có là hai bản nha quý anh chị nha. Bản nhỏ và bản lớn. Đó. Ừ, 250 tiền công à. Còn chị nào muốn lấy cái bản nhỏ thì comment bản nhỏ. Muốn lấy bản lớn thì comment bản lớn nha mấy anh chị. Đâu mà lựa nè. Vàng công ty 980 nha, nhẫn kim tiền gần 6 phân. Rồi 3.027.000. 3.027 nha mấy anh chị ha. Nhẫn kim tiền vàng công ty 980. Đó. Nhẫn kim tiền vàng công ty 980 nha mấy chị đẹp của em nha. Rồi nhanh tay quẹo lựa lụm lựa luôn mấy anh chị ơi. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì cũng còn luôn như mấy chị nha. Ôi trời ơi nó đẹp. Trời ơi nó đẹp con nhỏ ơi. Làm sao mà cuốn lại. Xíu ngang mấy chị ơi. Xíu ngang xíu dọc rồi mấy chị ơi. Rồi 3027 tiền công sale 250 mấy chị ơi. Kèm thịt xin xin giùm em. Dạ công ty 980 nha mấy chị nha.
Trời ơi, nó đẹp quá mấy anh chị ơi. Rồi, nhẫn kim tiền vàng công ty 980, tiền công sale là 250, 3.027. Cái bộ hồi nãy màu vàng hai màu em đang đeo mấy chị, khách lượm luôn mấy chị ơi. Khách là tìm lấy luôn rồi. Rồi. Rồi, 3.027 ngàn nha quý anh chị nha. Bây giờ em sẽ lên một cái lắc tay vàng công ty 980. Đó, trời ơi. Nó đẹp, đẹp làm sao bướm bay chập chờn. Nó đẹp quá mấy anh chị ơi, thiệt luôn á. Trời ơi, ai mà lấy hàng đẹp dữ hết trời. Đây nghe mấy anh chị nha, cái này là trọng lượng vàng của nó là một lượng nha quý anh chị. Một lượng nha, lắc bản kim tiền 3027 chốt Thanh Hương. Rồi ok Thanh Hương, chốt đi bà già. Rồi, cái này nữa nè. Cái này là lắc bản nữa, một lượng nha quý anh chị. Cái này một lượng nha, còn cái này là hai lượng. Hai lượng nữa mấy anh chị. Ôi nó đẹp trời ơi. Rồi lắc hoa. Ai rồi ok em cảm ơn chị Anadosi nha. Lắc hoa này là 4 chỉ nè. 4 chỉ mấy chỉ đây. 4 chỉ 3 chỉ. Rồi mấy chỉ. Rồi 4 chỉ luôn. Đó nó đẹp. Nó đẹp quá mấy anh chị ơi. Hai lượng là ni. Hai lượng ni tay khoảng cô đeo vừa cô ơi. Rồi 3 chỉ. Vàng đeo thứ nhất là có thật các mấy anh chị nha. Rồi 3 chỉ luôn. 3 chỉ luôn nè mấy anh chị. Thêm một cái nữa. Rồi 3 chỉ. Người đẹp mà da trắng đeo cái gì cũng đẹp mấy chị đúng không? Rồi. Dây chuyền. Dây chuyền nè mấy anh chị. Dây chuyền nha, 8 chỉ, 4 chỉ. Đó, 8 chỉ, 4 chỉ nha mấy anh chị. Rồi, đây nha, trời ơi, nó đẹp là mấy anh chị ơi. Mình này vô thử khóa luôn. Đủ nó có toàn tay không cô Hoa em lấy ơi. Cô đeo vừa. Cô đeo vừa nha cô nha, yên tâm đi cô. Nó đẹp rồi mấy anh chị. Rồi, chị nào mà coi được cái like này thì chụp lại màn hình rồi chị ô tiệm em liền nha. Thấy chưa mấy chị? Vàng em đeo tới nách. Trời ơi, cái nhẫn kim tiền là 3027. Còn lắc tay hai lượng tầm khoảng có hơn một. Tiền công nhiêu hả? Tiền công để rồi à. Tiền công như đây. Rồi tiền công sẽ cho cô là 1.590.000. Một lượng, một ly. À cái này bao nhiêu? Không phải cái này hai lượng mà đúng không cô? Lộn, hai lượng mà về. Lộn rồi. Rồi tiền công sale bao nhiêu ta? Rồi tiền công sale là 1.890.000 đi. 1.890 cho Hoa em lấy đi. Nè cô này nó có toàn tan luôn nè cô nè. Đẹp chưa? Có gì nó về. Hai lượng lấy đi. Hai lượng 6 dê mà già. Đẹp lắm á cô ơi. Nè cô nè, cô thấy chưa? Mấy anh gì đã thấy gì chưa? Thôi em lên nhà 24 tuột view. Trời ơi, bất ngờ chứ bà già. Nè, đây, qua đi. Vàng đeo tới nách nghe mấy chị. Tính tiền đi, nhanh lên. Trời ơi, nhanh lên. Một bạn bông tay đấy em ơi. Chị cần một bạn bông, em nào trong rồi. Nghe có mắt không? Rồi, dây chuyền tầm khoảng là cái 3 chỉ mấy anh chị nha, đẹp quá mấy anh chị. Bao nhiêu? Chị cần thêm là tóc bông nữa, tặng đồ xong. 107 triệu 205 ngàn cô ơi, bớt 5 ngàn làm díu luôn. Rồi, 107 triệu 205 ngàn mấy anh chị nha. Là một cái lắc tay vàng công ty 980. Dắt đó, dài mấy chị. Cái bản tầm khoảng là cỡ là cái này là 5 phân tình yêu nha. 5 phân. Chị dài của nó luôn, thân ti là tầm 18-19 mấy chị nha. Đeo vừa đúng chị. Vàng công ty 980. 3 chữ lên mấy chị. Ồ, đúng rồi chị Ngô Thị Phương Ngọc ơi. Nhưng mà cái chuyện với lạc đó thì nó có nhiều cái trọng lượng á chị. Nó có nhiều cái trọng lượng nha tình yêu nha. Nên là mỗi cái trọng lượng của nó sẽ trên nhau một xíu. Ví dụ như một mình chốt á, tiền công 1.890.000 cô ơi. Trời ơi, đừng có bớt con nữa. Con năn nỉ của luôn á, cô ra mua nước con uống đi cô. Thiệt luôn á. Cái gì á, chị Ngô Thị Phương Ngọc là mấy chị luôn nè. Ví dụ như bây giờ đúng không, cái nhẫn này em bán trên like là tiền công là 250 thì mấy chị cứ nhớ là 250 giùm em và giá vàng là 5.250.000 đúng không. Bây giờ thì em về giá mấy chị là 10 chiếc nè hoặc là 20 chiếc thì là ví dụ như mình có thể lấy là cái đồng lượng của nó là dài nặng hơn là tầm em lên like đúng không, em chốt là 5 phân nhưng mà em có là từ 5 phân, 5 phân 2, 5 phân 1 đó thì trọng lượng của nó sẽ trên nhau các mấy chị nha. Mình cứ nhớ giá vàng và tiền công đúng nhau là ok nha chị. Mấy chị Ngô Thị Phương Ngọc nha, chứ không có sao đâu tình yêu ơi, yên tâm chị ơi. Rồi lắc 3 chỉ, 3 nhân chơi 5250 nè. Lắc 3 chỉ tầm khoảng là cả 16 triệu không mấy chị nha. Tầm khoảng 16 triệu.
lấy ra đổi vàng được không hả? Vàng có mua ở đâu? Vàng có mua ở đâu đó cô? Thôi bây giờ em xuống nhận cho 80 cho mấy chị nha. Trời ơi nó đẹp mấy anh chị ơi, đẹp quá. Rồi dài là luôn là 18 á chị ơi. Chị Long Báo ơi, dài luôn là 18 á chị nha. Rồi chị làm hình đi mấy chị ơi. Chị làm hình giùm em nha. Bữa con hả? Rồi cứu con thì đổi được, nhưng mà đổi được là phải bù nha cô. Đổi lên like là phải bù nha cô nha. Dạ vàng mua tiệm khác thì em có nhận đổi lên like mấy chị ơi. Đổi tiệm thì em kiếm ra được, nó đổi tiền mấy chị luôn. Còn trên like thì em chỉ nhận đổi vàng của tiệm em thôi mấy chị. Vì trên like em bán không có lời mấy chị nha. Bán nó chỉ vừa giấu lên mấy chị chứ không có lời. Rồi bây giờ em sẽ qua. Em sẽ qua mấy chị nha, qua Nhấn Nam được không mấy chị? Em qua Nhấn Nam được không nè? À, lắc hai lượng dài bao nhiêu? Chị Long Má ơi dài 18 cm. Dạ hôm nay em có lên nhận cái tấm bao nhiêu nhỏ chị ơi? À vì ở tiệm em bán là giá vàng nó cao hơn và tiền công nó sẽ cao hơn nha quý anh chị nha. Còn là em bán cho công ty mấy anh chị. Thế là chị nào muốn đổi vàng là phải bù cho em mấy chị nha. Đổi vàng là phải bù. Mấy cái này để đồ dưới đây cho nó gọn nè. Rồi bây giờ là em có một cái mặt chỉ lặt là mấy gì nè. Chị chốt con mèo 4662. À con mèo. Ok chốt thì chị Long Bá. Dạ rồi ok chị. Bà già ơi chốt đi bà già ơi. Cháu đơn cho chị Phương Anh làm cái nhẫn Phan Anh, Phương Anh Phan là cái nhẫn con mèo. Cháu chị Long Bá là một lắc tay hai lượng với mấy chị nha. Rồi em cháu chị Long Bá nha, tiền công là 1.890.000, 107.205.000. Rồi chuyển khoản cho em là 90.000 tình yêu nha, còn bằng lại thu hồn hả chị? Cháu đi bà già. Rồi bây giờ lấy Nhấn Nam mà mấy chị nè. Bây giờ lấy Nhấn Nam nha. Chị Phương Anh Phan là cháu con mèo, con mèo á. Cái mèo chiêu tài đó. Buồn ghê luôn ấy. Tư vấn xem các bạn ơi. Rồi, mà cái chuyện này mấy anh chị nào muốn thì comment cho em nha. Rồi, qua. Nhẫn kim tiền chỉ 80 mã gì vậy? 3027 đúng không? Tiền công sẽ là 250. Nhẫn kim tiền nè. Rồi nhẫn kim tiền cái mã là 3027. Tiền công sẽ là 250. Long Bó là cái lắc. Còn Phương Anh Phan là cái nhẫn con mèo chưa tài hả con? Quên tài liệu em ơi. Bé nhã quên tài liệu. Dạ lát chứ tới 13 chị á chị. Đợi chút xíu em lên lại cho mấy chị cho. Chứ nãy giờ em lên em để tới nách luôn mấy chị không có hỏi hết trơn không mấy chị. Rồi bây giờ em sẽ lên cái gì nữa nè. Nhẫn nam chị muốn lên nhẫn nam mấy chị? Tình yêu ơi muốn lên nhẫn nam mấy chị thì comment lên giùm em nha. Em sẽ lên luôn cho mấy chị. Rồi nhẫn nam đây. Rồi chút xíu nó qua nhẫn nữ đó mấy chị ơi. Chưa kể là em còn lắc tay quá trời này nè mấy chị. Bây giờ đưa cái cục sạc qua đây đi bây giờ để nó vướng nè. Rồi để mẫu lên hình xong rồi em vô nhẫn nam cho mấy anh chị nè. Chị mua cháu ta cho thô vàng chị ơi. Rồi bây giờ em lên từng cái nạp đồng lượng cho mấy anh chị nha. Còn đi tay gì đó có gì mấy chị chỉnh sau. Đó, phát tài, phát tài. Nhớ xin khách hàng qua tư liệu, ít nhiều gì cũng quay nha. Bờ hột trắng nè. Điều lớn nghe rõ hết nha. Đó, rồi con rồng luôn. Lên lên cái mã này sau đi. Cái mã không hột trước mấy gì nha. Ê. Rồi, chữ Phước luôn. Nhẫn nam không có đi 11, 12 đâu chị gái ơi. Rồi, chữ Phước. Chữ Phước nè. Trời ơi, sáng nay em thấy chị Thảo Nguyên vô nè. Phát tài đó đẹp chưa mấy anh chị. Rồi là cái nhẫn là cái nhẫn nhẫn nam nha, nhẫn nam dạng này là dạng móc máy nè mấy anh chị nè. Rồi cái nhẫn chữ Phước này trọng lượng vàng là 2.872 2.872 mấy anh chị nha. Rồi em qua một mẫu nè, cái mẫu thứ hai là 3.791. Rồi mẫu thứ ba là chữ phát tài nha, chữ phát tài là 3.550. Rồi có chữ em chữ gì em không biết mấy anh chị ơi, chữ này chữ gì em không biết nha. Cái chữ này là 3.9 nè. 3.9 nha. Để em đọc đồng lượng rồi mấy chị. Có gì cần gì thì nhắn đồng lượng lên cho em. 3.3 3.3 nha quý anh chị.
Rồi có chữ phát tài này là mấy chị? Hai chữ chính. Chữ phát tài này luôn. Phát tài là vuông đấm này. Bao nhiêu đây? Phát tài này vuông đấm này là 3 với 2. 3 với 2 nha mấy anh chị. Cái là 3 với 2 nha. Rồi con rồng mà đẹp quá nè mấy anh chị nè. Con rồng này là bao nhiêu? 3 chữ rưỡi. 3 chữ rưỡi nha mấy anh chị. Đó. Còn cái hột trắng này bao nhiêu đây? Cái hột trắng này là 2 chữ 2. Đó. Đẹp chưa quý anh chị? Xuất sắc nha mấy anh chị nha. Đó, chấm chấm mà lên giùm em đi mấy anh chị ơi. Xíu nữa em qua nhắn nữ cho mấy anh chị nha. Em còn một lô giả sòn đẹp lắm nè mấy anh chị nè. Đợi em nha mấy anh chị. Đợi em nha. Rồi em qua cái lô này cho mấy anh chị nè nha. Tiếp một cái nữa nè. Rồi hột trắng nha. Hột trắng là 2 chữ 4. 2 chữ 4. Ôi cái hột trà đẹp quá nè mấy anh chị nè. 2 chữ 3 nè. Hãy từ 2 chữ 3 nha. Rồi cái này á là đây. Cái này là 2 chữ 8. Đó. 2 chữ 8 màu trà mấy anh chị nha. Màu trà đẹp nè mấy anh chị nè. Có chữ lập luôn nè. Viền là viền oval luôn nè mấy anh chị. Viền là viền oval luôn nha. Rồi chữ phước. Ok chị. Rồi cái này là màu đỏ nè. Màu đỏ mấy anh chị nha. Màu đỏ là 1 chữ 9 2 chị. Rồi, nói chung là tầm khoảng là cái 1 chữ 9 2 chị mấy anh chị ơi. 3 chữ trở lên nha mấy anh chị. 4 chữ trở lại, 2 chữ trở lên. Rồi, lấy cái màu nào thì cứ chụp hình lại giùm em nha. À bây giờ em nói để mấy chị ơi cho nó dễ nè. Bây giờ em sẽ lên cái video này cho mấy chị nha. Còn chị nào mà coi lại cái like này trong vòng ngày hôm nay, chờ lại màn hình lại, nếu mà mua được hàng bên em thì bên em vẫn tính giá vàng và tiền công ưu đãi cho mấy anh chị giống như trên like nha. Ok không nè? Rồi em qua nha mấy chị nha. Em qua nha. Vì em biết là nhắn nam đó có những người thích là người không thích. Rồi em qua nè mấy chị nè. Rồi qua cái lô này nha mấy chị. Bây giờ qua một cái lô màu nữa nè nha. Rồi một cái lô màu đây. Trời ơi nó đẹp. Đỏ nè. Đỏ. Đỏ, đỏ mấy chị. Cái phone bự như thế này mà tầm khoảng là cỡ là 2 chỉ mốt mấy chị nha. Tầm khoảng 2 chỉ mốt, 2 chỉ 2 thôi. Rất bự luôn. Rất bự nha quý anh chị. Xong rồi nó sẽ đó. Lại mình Trang ơi, Trang. Đây mấy chị nha, rất là bự luôn. Đó thì tầm khoảng là cái 2 chị trở lên. 3 chị trở về nha mấy chị ha. Rồi em làm nhanh nhắn nam em ra nè mấy chị nè. Rồi bây giờ chị nào muốn nhắn nam này á, tầm khoảng là cái 2 chị nè mấy chị nè. 2 chị là có đủ màu luôn nha. Có đủ màu luôn. Màu đen, màu xanh, gì màu đỏ gì quá trời đất nè mấy chị nè. Hột đỏ hột chín nó bao nhiêu hả? Đây rồi, cái hột đỏ chữ chín đâu rồi? Cái nào chữ chín đâu? Chị như trò chứ rồi em bé chị ông Tám có không biết, rồi. Đâu nào lên chỉ đỏ chữ chín đâu? Đây đây nè, bây giờ đo giùm chị, tính đi giùm em. Rồi đó mấy chị nha, nhắn nam nha. Rồi em làm nhắn nam em qua mấy chị. Số 21. Đi em mới nè, đo tính tiền luôn đi. Đó, nhắn nam là mấy chị, viền đều quá ha. Mấy nhắn bọng này chỉ có mấy chỉ thôi. Có 2 chỉ 27, 2 chỉ 8 à. 27, 2 chỉ 8 thôi nha quý anh chị nha. Dạ lắc tay mấy anh chị. Dạ có gì trưa hôm nay em lên lắc cho mấy anh chị nha. Vì hôm nay em đập hộp hàng mới về mấy anh chị. Em đập hộp hàng mới về ha. Trời ơi cái lưu nó đẹp nè, nó nhỏ nè. Nó đẹp làm sao. Rồi tiền công chỉ có 480 tình yêu thôi. Đi số 21 nha. 7.010.000. Màu đỏ luôn. 710.000 tình yêu nha. Rồi đây cũng là đây kim tiền luôn. Đây kinh tiền hả chị? 7010. Rồi qua mẫu nhấn nam nè. Lên luôn nhấn nam mà luôn cho mấy anh chị đi nè. Rồi qua. Đó. Thấy chưa mấy anh chị? Cái lô này là lô nhấn nam giả sòn và dạng móc máy ha mấy anh chị nha. Rất đẹp luôn. Đó trời ơi. Xuất sắc. Toàn tiền không à. Thì là cái này nó cũng tầm khoảng là cỡ là 2 chỉ mấy trở lên. 2 chỉ trở lên, 4 chỉ đổ về nha quý anh chị nha. Anh chị nào muốn tắm á, muốn tắm giả sòn như thế này nè mấy chị nè. Thì là mình lên giả sòn như thế này nha. Đó, phun giả sòn như thế này nè mấy chị nè. Suy ý lên cực kỳ sáng và đẹp luôn. Đẹp sáng lấp lánh luôn nha mấy chị. Đó, những cái nhãn oval nè mấy chị mua cho ông xã của mình nè. Hoặc là mua tặng ba nè mấy chị nè. Đó, đẹp chưa? Chứ có 2 chỉ mấy chứ mấy nhiêu. 2 chỉ rưỡi thôi nha mấy chị. Quá đẹp luôn. Năm đẹp quá ha. Thôi, mấy chị. Cái này phone đi tay lớn luôn nè mấy nè.
anh tay này mà đi lớn là cũng có mấy chị nha. Cái này tầm khoảng là có 30 quá. Đi khoảng 30 quá mấy chị ha. Xì đai phun cát xì ý luôn. Xì thay màu cho mấy chị luôn. Rồi. Chữ lọc nè, chị Duyên Cao lấy với con trai có gì chữ lọc cũng đẹp chị Duyên Cao nè. Chị Duyên Cao còn nó không ta? Cái này quá xinh luôn nè mấy chị nè. Cái này đẹp lắm mấy chị. Rồi thôi bây giờ em qua nha mấy chị nha. Qua nhắn nam nè. Còn mong nhắn nam nữa. Bây giờ qua nhắn nữ đi mấy chị ơi. Bây giờ qua nhắn nữ mấy chị nha, nhắn nữ bán ra tiền mấy chị ơi, bán ra tiền, trả tiền nạm mấy chị. Em cứ để thẳng lên đi. Nhắn con rồng trên còn bao nhiêu á? 3-4 chỉ gì anh Út mới ơi. Rồi bà già với đồ hình kìa nhắn nữ. Ôi nó đẹp. Alo, Thành ơi có gì trước không Thành? Mấy bạn tập trung bán hàng giùm chị nha. Nè, mình có thể biết được rồi, mình biết được đâu. Con nhỏ ơi, vô lấy đồ nhập ra ngoài giùm chị đi em. Đi 15 rồi. Rồi, cái này là phone màu trà với lại màu vàng nha quý vị nha. Màu trà với màu vàng nè. À, nhắn đỏ là xanh dương hả? Nhắn đỏ là xanh dương à. Em không có đi nhỏ chứ. Không có đi nhỏ chị Duyên Cao ơi. Mấy cái này toàn phone lớn lớn không à. Phone lớn thì sợ bé nó đeo nó bị già vậy hay bị đứng tuổi á. Nè mà nó sao ta? Cái gọi là sao ta? Chị nó khó à, cũng khó lòng ha. Hỏi bé thích cái này không nè chị Duyên Cao ơi. Bé thích cái này không? Cái này hộp màu vàng, màu trà chị nè. Mà ở bên nó có ông thọ, ông thần tài là tình yêu nè. Nhãn hột nhỏ có đi 9-10 không á, đợi em xíu có tình yêu nha. Dạ ok chị. Rồi, bây giờ em lên cái phone này cho mấy anh chị nha. Em sẽ lên một cái vô phone VIP này. Đẹp quá. Cháu đi tay có nằm đi số bà già. Không. À, ok. Rồi, cái này đi tay số 16. Rồi, đi 16 và đi 18 cái gì nha. Cháu gì mà có nhận tới tiền màu xanh 13 hả? Rồi chị Cháu Đơn, chị Chiến Hoảng, chị Ngọc Mỹ ơi. Em có đi số 16 và đi số 18 cái gì nha. Cái này là nhãn VIP nữ hoàng. Nhãn VIP nữ hoàng mấy anh chị. Đẹp chứ à. Trọng lượng vàng thì tầm khoảng là có là 1 chỉ 9, 2 chỉ ha. Bia gớt đai luôn. Rồi tiền công sẽ là 650. 8.352.000. Rồi 8.352 là mình có đơn nha. Biết rồi. Rồi 8.352 là mình có đơn. Nhận VIP nữ hoài nha quý vị nha. Bà già tính tiền này bà già nè. Có bạn nào xong rồi không em ơi? Không có, em lên hướng anh ơi. Rồi 8.352.000 là mình có đơn quý vị nha. 8.352 là mình có đơn. Rồi em qua một cái form này nha. Ui lộn lộn lô đó bé ơi. Rồi em có một cái này đủ màu luôn. Bê máy lộn em ơi. Rồi bà già tính tiền nè. Ủa cái này có 2 chiếc hả? Rồi cái này là em có 2 nhẫn. Em có nhẫn màu vàng với lại màu trà nha quý anh chị ha. Trọng lượng vàng là 1 chỉ 2 và 1 chỉ 378. Tiền công xe cho bác anh chị là 480. Tiền công xe là 480 nha quý anh chị nha. Em có màu vàng với lại màu trà. 5.082. Đi tay số 19 và lại số 16. Alo, đợi cái lên nhanh nha. Rồi, ni số 19 và 16 nha quý anh chị nha. Ni 19 và ni số 16. Đó. Bây giờ lên nhắn nhỏ xe ngã với mấy anh chị nha, mấy anh chị dễ lựa đúng không? Rồi tính tiền hai cái nhẫn xíu xíu anh. Ủa mấy anh chị thấy em không? Chấm nhắm lên cho em đi mấy anh chị. Chấm bài lên giùm em đi. Rồi. Tiền công theo là 480 5083 màu vàng với lại màu trà 5083. Dạ em có báo đi tay cụ thể cho mình đó chị ơi. Còn chị nào không có đi tay thì mình chỉnh đi nha mấy chị nha. Rồi bây giờ lên một cái giáo hộp trắng VIP này cho mấy chị nè. Đẹp lắm mấy chị ơi. Trời cái này là phải xuất sắc luôn. Cái giáo hộp trắng này đi tay số 10. Rồi hai cái này số 10 luôn. Hộp trắng cho mấy chị nha. Đeo nhẫn yên ương nó đẹp lắm mấy chị. Hộp này cũng tầm khoảng là có 7-8 ly mấy chị nha. Hả? Rồi ok cô. Thì trọng lượng vàng tầm khoảng là có 4-5 phân thôi. Tiền công sale là 270. 1.780.000.
Ni số 10 nha quý anh chị. Ni số 10 nha. Ni này là dành cho những chị nào mấy tay xíu xíu nè. Ni 9, ni 10. Ni 9 là chỉnh ni 9 được. Và lên ni số 11 được cho mấy chị nha. 1.780.000. Rồi 1.780 là mình có đơn nha quý anh chị nha. 1.780.000 là mình có đơn. Em có hai cái nhãn đi tay số 10. Mở tay em con nhỏ. Mở gì nhà gì Trang phụ. Rồi em có hai cái nhẫn VIP này mấy chị thấy chưa? Trời ơi nó đẹp nè. Chị thì dì Hương Kim đâu rồi? Ni tay số 10. Mình đi số 14. Rồi em có cái này ni số 10 và ni số 14 mấy chị nha. Một cái ni số 10, một cái ni tay số 14. Trọng lượng vàng tầm khoảng là cái 1.9. Tiền công sẽ là 560. Nhẫn VIP 10. 6.669.000. Rồi 6669 là mình có đôi cho mấy chị nha. 6.669.000 là mình có đơn. Đó. Đẹp quá ha. Rồi, đúng xinh luôn. Tiếp rồi phải tiếp chị kéo chăng. Chiếc nhỏ hộp đen đi em hả? Rồi ok, bây giờ em lên từ từ mấy chị ơi. Em lên từ từ nha. Ờ chị Trần Ánh nè, chị lấy cái nhẫn này số 10 được chị Trần Ánh nè. Cái nhẫn đẹp chưa nè? Lấy đi Trần Ánh ơi, tiền công có 560 rồi. Đẹp ghê không? Bia gót luôn nè mấy chị. VIP 10 nha. Nhận VIP 10 luôn. Đó. Xuất sắc nhận quý anh chị nha. Rồi đeo tay một cái nè. Trời ơi. Một màu trắng trắng y như giả. Y như hột sòn luôn mấy chị. Y như sòn luôn nha. Rồi bây giờ em qua không quý anh chị nha. Em qua nha. Rồi một cái màu đen đen. Bà già ơi tính tiền nè. 450 tiền công. Đó. Em có một cái màu vàng, một cái màu đen. À cái máy mảnh mảnh hả? Màu đen, màu trà. Cái này màu vàng nha quý anh chị nha. Trên like được tiếp này. Em bao tay cho mấy chị nha. Em bao tay cho mấy chị. Chỉnh đi là sẽ không lấy tiền phí. Trên hôm nay được tiếp. Rồi. Đẹp chưa mấy chị? Tiền công sale là 450, 4.157.000, 4157 là mình có đơn mấy chị nha, 4.157.000. Chị ơi chị có đơn nha chị. Rồi 4.157 là mình có đơn mấy chị nha, màu trà, màu đen, màu vàng. Đi qua nhập đi rồi xong rồi. Trên live được tiếp này, hôm nay làm ni là không có tính tiền chị Triệu Mỹ Văn Triệu ơi. Còn bình thường trên live là nếu mà chị không vừa tay. Làm đi là có tính tiền mấy chị nha. Rồi 4157 em qua mẫu nè. Ôi nó có một cái lô nhẫn mảnh mảnh vuông vuông nè mấy chị nè. Đây đẹp chưa anh. Nhẫn vuông mấy chị nha. Tiền công sale như bây giờ chỉ có là 290 thôi. Ni ta là ni số 10. Trọng lượng vàng là khoảng 5/4. Ni số 10 và ni số 11. Rồi 2.094. Em có hai ni, ni 10 và ni 11 mấy chị nha. Trà ni mấy hả? Rồi 2.094 là mình có đơn. 2.094 là mình có đơn nha quý anh chị nha. Ủa cái chút rồi em đang ở đâu? Đi ăn cơm rồi chị. Chút vô nhận gấp cho con để nó đơn. Dạ chị Nga Nga ơi. Cái nhẫn trà là ni tay số 14 của chị Nga Nga nha. Chị đang ni 13 đúng không? Dây. Dạ. Đúng chị Nga Nga. Rồi cái nhẫn vuông này ni 10 và ni 11. Tiền công sale là 290. 2.094 mấy chị nha. Rồi 2.094 là mình có đơn. Rồi qua mấy chị nha. Qua nha. Qua một mẫu nè. Rồi bây giờ mấy chị muốn lên nhìn lên luôn cho mấy chị nè. Tính tiền đi bà già. Ơi mấy cái nhẫn là đi nhỏ xíu luôn nè mấy chị nè. Mấy gì đi nhỏ hết trơn rồi. Cái này đi số 9 nè. Đi số 10. Đi 9 và đi 10 mấy chị. Cái nhẫn nó 14 chị Nga Nga. Chị Nga Nga lấy luôn hay sao chị Nga Nga. Tiền công sale là chỉ có là 208. 3 phần mấy đi. Rồi 3/6. 3/6 em quý anh chị nha. Em có mới hai đơn thôi. Rồi 1.482 là mình có đơn. 1.482 nha mấy chị nha. 1.482. Tiền công sale là 208. Vàng 9/10 là 5.250 của chị Long Bá nha. Ở tiệm em bán thì tầm khoảng 5.3 mấy chị ơi. Rồi 1.482.000 là cái nhẫn này. Cháu hột trắng luôn mấy chị. Cháu cái tấm luôn nha. Quá đẹp. Rồi em qua nha. Cái chút nghe làm nhanh cho chị gái nha bé anh.
tiền đi. Ít nhận tiền đi. Nhận cái đẹp quá nè mấy anh chị nè. Có anh chị nào muốn lên nhận cái VIP mình đi nhận không? Em lựa em lên cho mấy anh chị nè. Ôi quá cho đẹp nha. Cái này có màu trắng nè. Thôi cho khách cho tự nha lên nha. Thôi cô chị quay tư liệu xíu. Rồi, một cái hộp trắng nha quý anh chị nha. Trọng lượng vàng tầm 1kg8 nè mấy chị nè. Trọng lượng vàng khoảng 1kg8 nha. Rồi một cái hộp trắng luôn. Cái này tầm khoảng là cỡ là 1kg52, 1kg53 nha mấy chị. Đó. 1kg52, 1kg53 nha. Rồi, một cái nhẫn trắng vuông giả sờ luôn nè mấy chị nè. Rồi, trọng lượng là 1kg8 luôn. Rồi, tiếp một cái nữa cho mấy anh chị nè. 1 chỉ 37 nha quý anh chị nha. 1 chỉ 37. Rồi một cái nhẫn vuông luôn nè mấy anh chị. 1,5 chỉ nha. 1,5 chỉ. Cái nhẫn sòn đa kim tiền luôn. 1 chỉ 13. 1 chỉ 13 nha mấy anh chị. Trời ơi đẹp mấy anh chị. Khách muốn thử bao nhiêu món, mỗi lần giao một món cho mình nha. Xong nghe Di Linh Triệu nhỏ. Rồi Triệu Mỹ Văn Triệu. Chốt nhẫn một trà ha. 5 triệu mấy. Rồi ok. 5 triệu mấy tiền công là 4157. Rồi, những gì nào chốt đơn là trong vòng ngày hôm nay thôi mấy chị nha. Đem giữ lên trong vòng ngày hôm nay thôi. Đẹp chưa mấy chị? Nhớ hộp trắng nha. Đi đây khoảng 4-15 giờ mấy chị ơi. Rồi qua nè. Rồi, lên lấy mà đem mấy chị nè. Rồi. Ôi giời ơi. Chị thôi chị ơi, trắng cho thôi bà. Ôi, cái nhẫn màu đẹp quá nè. Anh chào chị, thâu dài dưới đây chị gái ơi. Những bao vui không mấy chị nha. Đây, đẹp chưa? Đẹp chưa mấy chị? Rồi, đủ hương, đủ hoa luôn nha quý anh chị nha. Xuất sắc luôn rồi. Rồi. Ui, nó xinh. Rồi, cái này đẹp nè mấy chị nè. Đẹp chưa? Quá trời đẹp luôn nha. Đó, cái nhẫn chùm nè mấy chị. Rồi, nhẫn chùm có đây kim tiền có nha quý anh chị nha. Đẹp chưa? Trời ơi, nó đẹp. Đẹp đau lòng người nha quý anh chị. Đẹp đau lòng người nha. Rồi. Thì tầm khoảng là cái là 1 chỉ trở lên, 2 chỉ trở về nha quý anh chị nha. 1 chỉ trở lên, 2 chỉ trở về. Đó. Mấy anh chị lấy cái này thì comment giùm em nha. Lấy cái này thì comment giùm em nha quý anh chị. Trời ơi, nó xinh quá. Đẹp quá mấy anh chị ơi. Rồi, em qua nha mấy anh chị, em qua nha. Không có gì, nó làm như em lấy về được. Xuống tính đơn cho mấy anh chị nè. Rồi, có hai cái nhẫn đây làm tiền nè mấy anh chị. Trọng lượng vàng là 6 vân 22. Tiền công sale cho mấy anh chị là chỉ có là 330 thôi. Rồi, 2.407.000. 2.407.000 nha quý anh chị nha. Cái nhẫn đai kim tiền thế này 2.407.000 là mình có đơn. Tiền công sale 320 cho mấy anh chị nè. 2.407.000. Rồi em qua nha, đai kim tiền. Dạ, giá tầm 1 chiếc mấy giờ có chị ơi, nhưng mà không biết hôm nay có lên không tình yêu nha. Vì do sáng hôm nay em đập hộp hàng mới về mấy chị. Chắc là chiều nay hoặc là trưa mai vậy mấy chị ơi, là hoa mai gì đó. Là hàng về nữa nha, về nữa đập hộp nữa. Bà già 9 phần bà... Ôi 9 phần 32 đi. Tiền công sale là chỉ có là 350. Rồi 3.463. 3.463 nha quý vị nha. Một cái nhẫn kim tiền viền tròn tấm luôn. Giả sòn nha mấy vị nha. Rồi 3.463 là mình có đơn. 3.463 là mình có đơn mấy vị nha. Đẹp quá à. Dễ thương à, đơn giản mà dễ thương mấy vị nè. Đây là mấy vị. Đây một chiếc như thế này nha, rất là dễ thương luôn. Nhắn mặt vuông mắt vuông mâm ra rồi. Đây là cái gì? Cái gì vậy? Em qua lại mâm đó chị ơi. Xin chào mấy anh chị. Em qua nha, em qua mẫu nhẫn này nha. 3.463. 3.463. Giờ không biết là hôm nay có lên không mà chị gái nha, để em coi. Hả? Bác thế hả? Ok qua đi em. Rồi tiệm em đó mấy chị ơi. 209 Tân Hương nha. Phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng giờ đông nghẹt luôn mấy chị, không kịp thở luôn á. Chị rất cầu mời tiếp dọc chú Thành. Chắc đi cho 4 người nha chị. Quay luôn quỷ con nhỏ kìa, khách trang vô con nhỏ. Chị còn một bạn bán dòng, bạn nào xong rồi. À quay gì thảo chào khách luôn hả? Ok. Một bạn bán dòng, mi, ngang luôn mi.
Trời quá cái đâu mà giờ. Thì tiệm em là có bán là vàng công ty 980, vàng 610 và bạch kim Italy 750 nha quý anh chị nha. Em mời mấy anh chị có gì à? Cái tiệm em ủng hộ nha. Em ơi, nhắn thử đủ chưa? Đi không? Lên nhanh, lên nhanh, nhắn thử chưa nhái? Nhẫn vuông, thôi nhẫn vuông này cũng đẹp lắm mấy anh chị nè. Đó, chỉ có vài phân à, 8 nhẫn phân là mình có một chiếc nhẫn rồi các mấy anh chị. 8 nhẫn phân là có một chiếc nhẫn mình đeo rồi nha. Trời, đẹp quá. Ừ, đẹp chưa mấy anh chị? Đầm hỏi là có 8 nhẫn phân với lại một chiếc nha. Mới vô rồi xíu, rồi xíu. Rồi, cái nhẫn nào? Đây, cái nhẫn Biagas màu một chỉ một phân mấy đây? Một chỉ một phân 60. Một chỉ một phân 62 Trang ơi. Một chỉ một 62. Có màu trắng, màu vàng. Có màu trắng, màu vàng. Bao nhiêu? Tiền công sale là 450. Rồi cái mẫu này là 4.330.000 nha. Em có màu trắng với màu vàng mấy gì? Màu trắng màu vàng nha. Rồi màu trắng với màu vàng luôn. 4.330. 4.330.000. Còn khách hàng nào như có đi tiếp không em? Đang ngoài nhắn nữa. Hai cái nhắn giá sờ học bự cho bá luôn. Hai cái nhắn giá sờ học bự cho bá luôn nha mấy chị. Đủ chưa chị Lê? Rồi. Đây cái nhẫn mà đai Biagas này mấy chị nè. Trọng lượng và là 1 chỉ 202, tiền công sale là 400. 1 chỉ 202, tiền công sale 400. Đó. Gom hết đi. 4415. Rồi 4.415 gom hết đi rồi mày ơi. Rồi 4.415 là mình có đơn cái gì nha. 4415 là mình có đơn. Con chào cô này, cô Kim Lý ơi, nói gì nói đi cô. Rồi qua nha mấy chị nha, qua nha. Tiếp một cái nữa. Ôi nhận VIP nè mấy chị. VIP nha. VIP màu trắng màu trà. Chị cho bạn chấp lắc em bé chị nó màu trắng. Đẹp quá. Cô bạn chấp lắc em bé chị nó like. Em like em cứ nói đẹp quá em chị. Đây nè. Đẹp thiệt á. Đẹp thiệt các mấy chị. Trời ơi, đẹp mà không nói nên lời luôn mấy chị ơi. Sốt sắc nha mấy chị nha. Rồi, đây bia ghế, đây sò nhân tạo nè mấy chị. Trà này bao nhiêu hả? Trà này chắc mười mấy quá. Chứ không có đi nhỏ đâu mấy chị ơi, trà này mười mấy á. Hột trắng nha. Hột trắng này là 1 chỉ 8, 1 chỉ 9 nè mấy chị nè. Rồi qua nha. Đi mấy đây. Rồi, đến đây số 12. Trà này 12 mấy chị nha. Chỉnh được một số thôi. Rồi, bây giờ là qua cái đây cho mấy anh chị nè. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Bướm bay dập trờn luôn. Hài này. Em có một cái bộ trái tim mấy anh chị nha. Một cái bộ trái tim không ngủ yên luôn nè mấy anh chị nè. Tính tiền cái bộ trái tim đi bà già. Rồi, à, chụp cho cô cái lắc bảng 5 ly hả? Cái lắc đó rồi ok, để xin con gửi hình qua cho. Đây nè mấy anh chị ơi, chị gì đó quanh cái gì vậy? Chị Lê hỏi cái gì, nhẫn vuông Thanh Dương hả? Nhẫn vuông Thanh Dương là không có. Có nhẫn tròn Thanh Dương là gì gái nè. Có nhẫn tròn Thanh Dương là chị nha, chứ còn vuông là không có, nhưng mà có chị không có tình yêu ha. Đây là tình yêu nha. Rồi, cái này là em có Thanh Dương. Thanh Dương xanh lá và màu đỏ. Thanh Dương xanh lá màu đỏ. Rồi, và màu trắng nha quý anh chị. Là cái này nha. Đó. Hồi nãy em có nhẫn 2023 không vậy thấy chưa? Cái nhẫn 2023 nó làm nên tên tuổi của em luôn không mấy chị? Cái gì? Rồi. Ok cô, có gì rồi. Xíu nó nhắn vô con gì đó gửi hình đi cho. Cái này cũng đẹp quá nè. Chị Ly Lai còn đó mình đi ơi, còn đó không chị? Không còn lẽ em qua nha. Không còn lẽ em qua mấy chị nha. Nhẫn kim tiền muốn lên gì? Rồi. Cái này là nhẫn kim tiền. Nhẫn kim tiền tính khoảng 3 phân nha bà già. 3 phân tiền công sale là 170. Rồi cái nhẫn kim tiền này thì là
1.172.000. Tiền công xe 170 mấy chị nha. Em có đi tay tầm khoảng là có đi số 10, 11. Alo, em ơi. Bạn nào đang tiếp chị? Cho đến là đi tay số 17, 18 mấy chị nha. Đợi hả? 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 Bao nhiêu à? Là cái này phải không chị? Cái này phải không? Phải không chị Phương Lâm? Rồi, chị nào lấy nhắn kim tiền thì comment giùm em. 1.172.000. 1172 là mình có đơn nha quý vị nha. Nhắn kim tiền, em mới về hàng luôn. Đây quán Út cũng có nói chị. Ni này nhỏ xíu luôn nè. Rồi, ni ta là ni từ ni số 8. Ni ta từ ni số 8 mấy chị nha. Từ ni số 8 nè. Đây quán Út của em nè. Rồi, chị Tường Vi 1172 ni số 9 nè. Rồi cái nhãn hoa hướng dương này á hả, tiền công là 520.6692, 6.692, ni tay số 17, 18 mới tự điêu nha. Kim tiền có đi số 19 không bà già? Để coi, kim tiền có ni tay số 18 luôn. Ni tay số 18 có vậy nha, có lấy thì comment giùm em đi. Ni đi phụng là có 1.5, 1.8. Rồi ni số 18 là có. Rồi kim tiền 1.172.000. Cái nhãn hoa tiết tiền công 520, ni số 18, 6.692. Rồi kim tiền cầm được 18 triệu hết giá nha. Rồi túi tiền chữ Lộc bao nhiêu bà già, nãy báo giá như vậy, túi tiền nè, chữ Lộc, chữ Tài, chữ Phát gì đó, bán hết vàng đi bà già ơi, để làm chi. Hẹn đúng giờ nha, hẹn là tối 7-8 giờ tối nha. Đó mấy vậy nè. Đây nè mấy chị, nhận túi tiền luôn nè mấy chị nè. Nhận túi tiền à, chữ Tài, chữ Phước, chữ Lộc vậy nè. Đó. Bán hết vàng cái đĩa anh chị mấy chị. Chị Thảo cái đồ bán bớt mấy đứa nè mấy chị nè. Cho hàng về nhiều quá rồi. Bây giờ bán không xong mới là bán bơ bán. Cho chị cái túi đỏ. Hả? Cầm bao nhiêu? Đây, cái nhận túi tiền này em có chữ Tài, chữ Phước và như là chữ Phát cái gì mấy chị ơi. Đây mấy chị nha. Mấy chị vô sau thì em cho mấy chị coi lại nè. Tiếp tay nhận cho bác đi là xong rồi. Rồi, tiền công là 320, 2.200.000. Rồi 2.491.000 là cái nhận túi tiền có chữ Tài, chữ Phước. Đó, 2.491 mấy chị nha. Rồi còn cái nhận này có tấm luôn nè mấy chị nè. Rồi còn nhẫn này là 2.825.000. Cái này là 2825 mấy chị ơi. Có màu xanh hay gì nữa mấy chị? Có màu xanh hay gì nữa nha. Đem hết luôn à. Nhẫn đỏ trắng nữ hoàng bậy là sao? Là sao đó tình yêu? Rồi, cái nhẫn kim tiền là 1.172.000. Từ ni số 8 đến ni số 18 thì mấy chị nha. Đây, kim tiền này là có 3 kiểu nè, chữ Tài, chữ Phước và chữ Phát. Tài, Phước, Phát mấy gì nha, và nhắn túi tiền. Đó. Em qua mấy gì nha, em qua nha. Rồi mấy gì ơi, chiến hoãn cho em đi mấy gì, nãy giờ chú đơn chiến hoãn cho em chưa. Rồi, có con mèo nó kêu meo meo. Nhận có tiền tấm là 2825. Rồi, con mèo nó kêu meo meo, 4662. Rồi, qua có gì nha, qua nha. Đây, qua nè. Còn cái nhẫn này mấy chị muốn biết bao nhiêu không? Em không biết bao nhiêu hết đó mấy chị ơi. Em không biết bao nhiêu không quý vị nha. Đây. Mà cái chuyện đi vô một cái hết cơ đi con nhỏ. Tường Vi cánh mỏng ơi, vô lôi về em một cái. Chào bà Tiền nha bà Tiền. Bà Tiền mấy anh đi chơi cứ coi like của Tường với bà Tiền ơi. Đây này mấy anh chị. Đây, chị qua đây nhỏ. Em có cái nhẫn này ha. Đó, có màu trà, màu trắng và màu vàng. Trà trắng vàng mấy anh chị nè. Em cái lô nữa đây mấy anh chị, lên nhìn hết. Lên nhìn hết luôn mấy anh chị, cái điện chi không biết nữa. Alo, một mặt tốt chuyện lớn à. Rồi, nay em bán mà em nghỉ mấy chị nha. Và lắc hồi là hôm nay em không có lên lắc rồi mấy anh chị ơi. Do mày lắc chưa có về hàng mấy anh chị nha. Em chỉ lên cái hàng em mới về thôi mấy anh chị. Nên là có gì chưa hôm nay em lên lắc cho mấy anh chị nha.
lá hoa lạc bao nhiêu vàng tình yêu ơi. Rồi cái này là có đủ màu luôn nè bánh chị nè. Mặt phạt màu đen, đúng rồi, mặt phạt màu đen đẹp lắm chị Lan Mấy Kỳ. Trời ơi, nè chị nè, hồi nãy giờ em chiêm ngưỡng mặt phạt màu đen nè mấy chị. Em nói con Trang, con Lemo nhà em mấy chị ơi, nó kêu thôi mày lấy nhiều quá rồi, mày để cái mặt kéo lại đây mấy chị. Em yêu cái mặt ông Di Lạc này, ông cười, cái mặt ông đúng đẹp luôn mấy chị ơi. Ông cười đúng đẹp luôn mấy chị. Đây, coi ổng với chị coi cái ông nào cười đẹp hơn. Đẹp mấy chị, chắc em cười đẹp hơn rồi đúng không? Ông này ổng cũng cười nhưng mà sao ổng đẹp bằng em đâu, ổng duyên bằng em đâu đúng không mấy chị? Nhưng mà có đúng nè, có đúng, có duyên ghê luôn. Bà già này vô, bà già cười hoài với cha, vô đi. Nó cười hoài luôn á chị. Mà nó chỉ có 1.8 thôi nha chị Lan Mấy Kỳ nha. Trời ơi nó đẹp, trời ơi nó đẹp. Không ai quan tâm em ăn cơm nước vậy đó chị ơi. Trời ơi buồn quá. Tụi em chưa đi cơm luôn. Chị nhìn chị hôm nay bữa nay đẹp quá. Trời ơi cảm ơn mấy chị, cảm ơn nha. Khách kia đẹp kìa nhỏ, khách kia đẹp quay lại. Em chào mấy chị. Em chào mấy chị nha. Hôm nay nè mấy chị nè, đeo dây nữ hoàng luôn nè mấy chị. Trời ơi đẹp chưa mấy chị. Em chưa có chồng mấy chị, em có chồng chưa, con nhỏ thì chưa có chồng. Ơi mấy chị mạo Phật đen hả? Rồi ok. Cho truyền cơm mâm cơm với bà chị gấp vậy. Đây nha. Đây nè mấy chị, đẹp chưa? Trời ơi cười có duyên quá. Đựng cái má cái này nha. Đó, nhiêu tuổi vậy? Trời ơi em mới có 13 tuổi rồi mấy chị ơi, em mới 13 tuổi rồi. Tính tiền nha bà già, 1.808 nha mấy chị nha. Bình thường cái tiền công em sai cho mấy chị là khoảng tầm 1 triệu mấy nha. Ôi, rồi bây giờ em sẽ tiền công cho mấy anh chị. Tiền công là sale bao nhiêu ta? Thôi, tiền công sale mấy anh chị là chỉ có là bao nhiêu? Bao nhiêu mấy anh chị? Mấy chị nghe đấu giá đi. Đấu giá đi mấy anh chị, cái mặt ông Di Lạc đấu giá đi mấy anh chị ơi. Nè, cái ông này cười nhiều lên nha, cười nhiều lên. Chị nào mà chốt được cái mặt này là đem tiền tới cho mấy chị nè, cho mấy chị của em nha. Có tiền mua vàng của em nha. Cười nhiều lên nè, hai cái má này cưng quá chị cưng luôn. Tóc cạo tóc đầu độc lóc hết trơn rồi. Tóc độc lóc hết trơn rồi mấy chị nè. Đai của nó ra giữ kim tiền nha. Tiền công xe nó 59 được. Nó 59 rồi, qua kim lấy ơi. Ở đâu biểu con trai tới cua thì trai. Chị lấy mặt cháu gì làm mấy kia tiền công xe nó 59. Chị Diễm đùi với kia ở đâu chị kêu con trai gì tới cua chi mập nè. Đâu qua đi mấy chị, qua đi. Em mắc cỡ quá. Cháu gì làm mắc kỳ rồi, mắc cỡ quá. Cháu gì bà già. Đây. Đây nè mấy anh chị, mà con nè, mà con thú nè. Mà con thú nè mấy anh chị nè. Trời ơi. Con cột, trời. Con cột gì mà nó hung dữ y chang như con Trang luôn. Con cột gì mà nó hung y chang như con Trang đâu mấy anh chị. Đây, quay mặt Trang bà già. Ôi em giỡn không mấy chị ơi. Cái này là hai chị rưỡi mấy chị nha. Con cột nè, con cột hung dữ. Đây còn cột này, cột con mấy chị nè. Đến rồi cháu rồi coi. Con này con cột, con cột con, con cột con nha. Còn này con cột mẹ nè mấy chị nè. Đây con cột mẹ này ha. Rồi thêm ngựa bay nha. Ngựa bay nói gì nè. Đây con ngựa phi đi, ngựa phi cho nó hay nha. Con ngựa nó phi lên, nó kêu hi hi. Rồi trời ơi đây con nhỏ yêu vô nè. Trời ơi, con ngựa đây ngựa già mấy chị ơi. Con ngựa đây con ngựa già nha, còn ngựa đây ngựa con. Đó, trời ơi. Có cặp cái đôi mấy chị ơi. Có cặp cái đôi hết trơn rồi. Đi thử con rồng, cho bạn rồng nè bà già nè. Đó, trời ơi, con rồng nè. Gấu trắng bao nhiêu vậy? Tính tiền gấu trắng nè bà già. Đây nha mấy chị nha, đó. Có cặp hết trơn rồi. Còn chị muốn con rồng lớn không? Đây, rồng lớn luôn nè mấy chị nè. Rồi thì bây giờ một cái tay đâu có thể làm hết được đâu. Bỏ em luôn hả? Sao chồng lên cao dữ vậy mấy chị? Một con mèo to hả? Con mèo to hả chị? Để mở công ty có mèo to em lấy về cho. Chị thôi cố gắng vô. Bây giờ để em vô được hình mấy chị nha. Có con ngựa bà không hả chị? Con ngựa bà hả? Con này con ngựa bà đâu rồi? Không con ngựa bà chắc hôm nay nó đi mất tiêu rồi mấy chị ơi. Đây con cột nè. Cột mẹ cột con nè mấy chị. Con ngựa là vừa với dây ba chỉ không hả?
Vừa chị ơi, vừa nha chị nha. Được tình yêu ơi, biển này nó một chỉ rồi chị ơi. Này nó một chỉ rồi. À vậy đúng hả? À, mà con gái đây mà con rồng ngựa báo lắm bà ơi, tôi nhu mì nha. Trời ơi. Đây nè mấy anh chị, con ngựa nè, con gà nè mấy gì nè. Con gà mà. Nó ở con gà nó bẻ cho mấy chị. Bẻ cho đúng không hả? Con cúng nè, không biết nữa mấy chị ơi, không biết con cúng còn không nữa nè. Cái này là tiền công xem là 390 thôi, con nhỏ nhìn vô nè. Rồi tiền công là 390 nha mấy anh chị. Một chị 637 nha, 5.858.000. À chị Lan Mickey ơi, nó có cái gì bây giờ nhỏ vô Mickey nè. Bi trắng nó có luôn mấy chị ơi. Bi trắng có luôn nha. Rồi cái này là 5858. Dạ kia rồi chị. Tự nhiên chồng anh lên quá trời luôn mà chị lùng mà đâu có với tới hết đâu. Đây chị Trang Thì đúng không, thầy Trắng đúng không, ok đây qua Trang Thì nha, chị Trắng nha mấy chị, em có gì bi trắng luôn nha, bi nè, bi trắng nè mấy chị, 3.7 nha, đó bi trắng 3.7 thanh mảnh nè, đó dây hoa tiễn á, quên lộn dây bánh ú mấy chị ơi, 3.78 nha, dây bánh ú nè, rồi dây xương cá xương rồng gì nè, 2.1 đó, rồi với bi là có 3 cỡi không quý anh chị nha, chị nào muốn nào chiều tới bến luôn, trắng hai màu ba màu tầm mỏ là cái 7 chị mấy chị nha. Ôi chị Ngọc Huyền nãy giờ làm gì mới vô cô lai với chị Ngọc Huyền, gì chăm con hay gì vậy, chăm con hay gì, người phụ nữ gia đình Ngọc Huyền đây, chị chuyện mấy chị, chị chuyện nha, em đang đeo lắc đây mấy chị, lắc tay nha, lắc tay là một lượng mốt là một lượng hai gì đó. Bây giờ qua lại mấy cái mặt con thú nè mấy chị nè. Qua lại mấy mặt con thú nha. Ôi con chào cô Thu Lê. Cô Thu Lê nãy giờ đi đâu mà giờ mới vô vậy? Như sáng mẫn luôn đấy mấy chị. Nhãn kim tiền chị chi vậy? Nhãn kim tiền. Nhãn kim tiền nãy giờ em lên rồi. Nó có giá trong đó mà. Nhãn. Dây khoan lạc kéo bao nhiêu trắng hả? Đây 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 đây. Đây. Mặt đồng điếu đi chị hả? Rồi đợi xíu tình yêu ơi. Bà già ơi, đó này thử mấy tắc đi bà già. Đó vậy này mấy tắc. À, mắt chăm con trời ơi, vậy luôn hả? Chị thôi kiểu hồng với phao phải. Đúng rồi, đúng rồi. Xem lại dây trắng 2.1. 2.1 là nào hết trời. Đây đúng không? 300 mấy đó, 300 rưỡi gì đó. 4.7 hả? Ôi chào chị Văn Trinh nha. 300 rưỡi đúng không? Trang cái nhẫn số tiền nãy ghi tao vốt cho nó bao nhiêu vậy kìa. Rồi rồi. Rồi 2 chỉ 9.05. 304. Rồi 2 chỉ 905. Bà già ơi, tiền công xe là 400. Tiền công sẽ là 400 nha mấy chị nha. Cái này là khoảng 5 tấc 6 tấc vậy nè. Tầm nào được luôn á. Rồi em chào mấy anh chị nha. Mắt chăm con. Rồi chị Văn Lạc đâu bây giờ? Đây nha mấy anh chị nha. Em có một cái Văn Lạc nè. Hồi nãy mấy tấc 4.7 nha mấy chị nha. Cái này là 4.7. Cái này là dây đốc luôn nè. Dây bỏ xuống bao nhiêu hả? Rồi cái này là 4.7 nha mấy chị. Tiền công sẽ là 509. Giờ em cảm ơn chị Út Phan nha. À, bi trắng bao nhiêu chị xem ok tình yêu. Tiền công 559 Trang ơi. 7.786. 26.595.000. Chị ơi, chị gì vậy? Chị Lê Lê ơi. Lắc mảnh vô đây không có lắc mới giờ. 26.595.000. Dây mảnh này đang này bà già này. Rồi 3.695. Cho chị xem mặt chị bên dưới tay. Rồi ok. Bà già ơi, 3.695. Tiền công sale là 309. Cái là tiền công tặng em mấy chị nha, còn em tính tiền xây thôi. 12.731.000 hả chị ruột ơi. 12.731.000 nha.
nó có nhiều chiếc lắm luôn á. Đâu đi tay đi rồi có gì báo cho khách. Em vô đây em coi nè. Lắc bì xì trắng hả chị? Lắc bì trắng, mấy đứa bữa sau em tìm em lên cho. Lắc bì trắng như vậy có hai màu, có ba màu không mà. Với lại hôm nay em cũng chuẩn bị lắc nữa mấy chị nha. Rồi. Em qua, có chưa? Có rồi Trang ơi. Em qua mấy chị nha, qua dây nha. Đây. Mặt này máy dụng. Rồi lên mặt nha. Đây. Mặt đây. A chỉ 614 nè. Rồi. 1 chỉ 488. 1 chỉ 7 1 chỉ 782. Để có thở nè, tính tiền nói đi Trang ơi. Mặt cái tim cắm nạch luôn. 9 văn 48. Quay mâm nhẵn đi. Ờ nhẵn rồi đẹp lắm luôn. Viền học viền nhiều lắm luôn á. Có mấy cái bếp đẹp ghê gớm luôn mà nãy giờ không thấy chị đâu hết trơn á. Em biết số điện thoại chị em gọi cho chị trước luôn rồi đó. Đây em quý vị mặc cái chuyền nha, lấy cái nào thì lấy đồng lượng nào á thì là chấm giùm em một cái. Rồi chị gì nè, chị Maria Triệu ơi, mặc cái chuyền là tình yêu nè, bữa rước mũi dây rồi giờ lấy thêm cái mặt cái chị ơi, mặt giả sòn mấy chị nha. Rồi 1 chỉ 71, mặt nhỏ nhỏ là bữa em đang về hàng theo mấy chị ơi. 1 chỉ 174 ha, mặc cái chuyền. Rồi 9 phần 66. Thêm một cái nữa, ôi cái này nó si, cái này nó si trắng, si hay màu, mấy anh chị đẹp chưa, si hay màu nha, chị Maria Triều lấy cái này được nè, cái gì cũng chỉ là si hay màu hay ba màu gì đó. Mà con rồng kia bao nhiêu hả, con rồng này tính tiền. Rồi cái này là 1 chỉ 07. Rồi một cái mặt si ý luôn nè mấy anh chị nè, 9 phần 47 nha, 9 phần 47, đẹp chưa mấy anh chị. Không thấy đường con nhỏ, quay gì mấy cái mặt đây chóc xuống thấy đường con nhỏ. Thì em đói là cái gì hết trơn đâu. Em đói mà hồi cao mà. Hồi cao mà không lên hả? Cái đó đi tay, vung đá tắm một cao lên rồi mà. Lên rồi. Lên đầu mà đi tay số 14 luôn. Trang ơi, Trang tính tiền nè. Một, cái này là 1 chỉ 07 nha tình yêu nha. 1 chỉ 07, tiền công sale là 450. 1 chỉ 07, tiền công sale 450. Đẹp quá mấy chị ơi. Đẹp đúng không mấy chị? 1 chỉ 07 bà già. Lúc này vậy đúng không cô Liễu, rồi đi chợ mới về kìa. Chị Bù Bạch còn đó, Bù Bạch ơi. Cái này là một lượng mốt nè Bù Bạch, một lượng mốt lượng 2 nè. Rồi cái mặt si hay màu này là 4.024.000. Rồi 4.027 nha mấy chị nha. 4.024.000 chứ quên. Tiền công là 450. Rồi qua nha. Mặt cái mặt nào? Đậu, cái mặt con rồng đậu. Mặt con rồng bao nhiêu? Đây đây. Một sòn á. Đây đây đây, đại không? Đây đây. Bây giờ nè, đang đang lấy cái mâm này qua đi, đang tuột cái mâm này qua đi. Trời ơi, em lùn ghê gớm cái gì mà nó cho em cái mâm chầm lên tới mét rưỡi rồi. Em có mấy tiêu mấy chị, thiệt luôn á. Đồng đội gì đâu mà tốt ghê luôn. Đây cái mặt con rồng nè mấy chị, 1 chỉ 638 nha. 1 chỉ 638 mấy chị, 36 ha. Tiền công xe bao nhiêu đây? 354. 5.804.000. 5804 mấy chị nha. 5804 là mình có đơn. Những anh chị nào có đơn bây giờ là chuyển khoản trước giùm em nha. Tiền công xe 350 nè bà già. Bà già ơi. 1 chỉ 511. Cái hộp khẩu lại nha, cái bình chiều nhỏ. Cái hộp khẩu lại nha. 5397. Rồi, tiền công 350. 5.397.000. 5397 là mình có đơn. Là cái mặt cái chuyện này. Tiền công xe là 350. Cái mặt này lấy của GB, nãy là đẹp đó chị Lam Mỹ Kỳ. Lấy đi chị. Cái mặt này lấy cái này được nha tình yêu nha. Cái mặt vuông này nó bự lắm nè mấy gì nè, mặt giọt mấy gì nha. Mặt giọt đẹp cực kỳ luôn. Rồi cái mặt nữa thì mới ra vuông mặt. Vuông cái mặt to. Cái này đúng không? Tính tiền cho bà già nè. Bà già tính tiền bà già. 1 chỉ 71. Tiền công sale là 490. Cái này thì bao nhiêu giá cho, không 50 nhưng mới giá được. Tiền công là 490 nha mấy chị. 6.201.
Rồi cái mặt này là 6.201.000. 6201 là mình có đơn nha. 6.201 là mình có đơn. Rồi cái mặt kia chị là 1.7 mấy thôi rồi. Rồi bà già ơi, 1.782. Tiền công sale là 540. Mà cẩm thạch oval đá sơn thủy luôn. 6.492.000. 6.492 là mình có đơn nha mấy chị nha. 6.492. 6.492 là mình có đơn. Rồi. 1.174 bà già. Tiền công là 395. 1.174. Đã hơn đã bán hàng đây rồi, đặt về đúng không? 1 giây đúng không? 4.316. Rồi 4.316.000 là mình có đơn mấy chị nha. 4.316 là mình có đơn. Rồi, bây giờ em qua em mấy chị nha, em qua nha. Ở tính tiền mà con trồng nè, cái mà con ngựa nè. Đẹp quá nè mấy anh chị. Con ngựa mã đó thành công nha, 4.145. Tiền công sale là 659. 14.534 là mình có đơn luôn. 14.534 là mình có đơn. Một cái mặt con ngựa mã đáo thành công. Rồi qua nha mấy chị nha, qua nha. Thôi bây giờ em xuống.